Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 16, Lương Vương lại phát bệnh. Sắc mặt Thương Mai trắng nhợt, cô mỉm cười mỉa mai nhìn bà ta còn cách nào nữa đây? Một đích nữ của tướng phủ như ta lại không thể dựa vào chút khôn vặt của mình để chống lại vận rủi của mình, trong khi vận rủi của ta là do người thân nhất của ta mang đến cho ta đấy. Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng thốt lên, người cũng đừng nên oán hận ai. Người đã hưởng thụ vinh hoa phú quý 16 năm trong tướng phủ này rồi, nếu ngươi không hủy bỏ hôn ước thì cũng đâu đến nỗi rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Ánh mắt Thương Mai lạnh lẽo nhìn nàng ta, thật sao? Trong 16 năm vinh hoa phú quý này còn kèm theo bao nhiêu nhục nhã và tổn thương mà mẹ con các ngươi đã dành cho ta nữa sao? Đây vốn dĩ là những lời tố cáo thê lương nhất nhưng những người có mặt ở đó không một ai động lòng, ngay cả người cha ruột kia của cô cũng nhìn cô với vẻ kinh tởm, huống chi là lão phu nhân. Hạ Oanh Nhiễm khịt mũi, không có ai ngược đãi ngươi cả. Là do ngươi không biết ơn, mẫu thân đối xử tệ bạc với ngươi sao? Ở tướng phủ này ngươi ăn no, mặc ấm, ngươi nên biết đủ. Hay cho một câu biết đủ, có người nhà như vậy, Hạ Thương Mai này chỉ đành chấp nhận số phận. Thương Mai có ý khác nhưng những người ngồi đó không ai nghe ra được. Cô đưa tay ra nhận lấy ly rượu độc trong tay phu nhân Nguyệt Nhung. Rượu độc trong như màu nước, ngoài học trung y với giáo sư Dương gia, cô cũng đã từng giúp đỡ sát thủ hàng đầu thế giới nghiên cứu chế tạo ra độc của ong vàng, cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn cô liền biết trong ly rượu có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, chỉ cần vào cổ họng là chắc chắn không còn đường sống. Đoạt phách hoàn có một công năng đó chính là tiêu độc tính, nhưng chỉ có thể tiêu được hơn nửa chứ không thể tiêu hết. Cho nên chỉ cần cô uống ly rượu này vào, cô vẫn bị trúng độc, chỉ là không mất mạng mà thôi. Trong cung, từ sau khi Lương Vương ngã bệnh, cộng thêm trước đó Thương Mai hủy bỏ hôn ước khiến hắn ta mất hết mặt mũi, cho nên hắn ta cứ ở mãi trong cung không trở về phủ. Tĩnh dưỡng 3 ngày, bệnh tình của hắn ta xem như cũng đã ổn định. 2 ngày trước vẫn còn hơi đau đầu, nhưng sau khi uống thuốc của ngự y cho, cũng đã dần dần tốt lên, đến ngày thứ 3 gần như không còn đau đầu nữa chỉ là trong lúc đi đường vẫn còn cảm giác choáng váng. Hoàng hậu thấy tâm trạng của hắn ta không tốt liền đi cùng hắn ta đến ngự viên cho khuây khỏa. Hắn ta khập khiễng đi đến ngự viên nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Uất ức, cực kỳ uất ức ngay cả nữ nhân như Hạ Thương Mai cũng không xem trọng hắn ta, có thể tưởng tượng được hắn ta uất ức cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, Hạ Thương Mai này không xứng với con, mẫu hậu nhất định sẽ tìm một quý nữ cao môn, tốt hơn Hạ Thương Mai này gấp trăm lần cho con. Mẫu hậu, đáy mắt Lương Vương tối tăm. Sau này mẫu hậu không cần thu xếp cho con nữa, con không muốn cưới ai cả. Hoàng hậu thực sự rất giận Hạ Thương Mai. Nếu không phải nàng hủy bỏ hôn ước thì con trai của bà ta sẽ không trở nên chán trường như vậy. Bà ta thật sự hối hận vì đã không giết nàng, có điều đưa nàng cho Mộ Dung Khanh khiến người ta chán ghét kia, cũng là cách trừng phạt tiểu tiện nhân kia luôn. Hơn nữa, ngày đó nàng ăn nói linh tinh vứt ra một đống lý luận về châm cứu. Sau chuyện đó bà ta và viện phán của Thái Y Viện có tìm hiểu qua, thuật châm cứu không giống bình thường, đúng là cao thủ châm cứu hiếm có trên đời, trong Thái Y Viện cũng không có mấy người giỏi thuật châm cứu. Còn về một đống lý luận của nàng, viện phán nói trên nguyên tắc thì có thể được, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Hoàng hậu vì sự do dự trong chốc lát là muốn tin tưởng Thương Mai mà cảm thấy vô cùng nhục nhã và giận dữ. Vì một nữ nhân không biết điều, không biết liêm sỉ mà trở nên chán trường như vậy. Huynh còn chút phong thái nào của một thân vương không? Thái tử từ con đường giải đá nhỏ bước tới, nói vẻ khinh thường. Lương Vương lạnh lùng liếc thái tử, ngươi tới làm gì? Còn chê ta chưa đủ mất mặt sao? Thái tử hừ một tiếng, Hoàng huynh, không phải bổn cung nói huynh chứ, thứ hàng như Hạ Thương Mai cho dù tặng không bổn cung cũng không lấy. Vậy mà huynh còn thương tâm vì nàng ta, huynh thấy đáng giá sao? Nữ tử cao quý trên đời này nhiều không đếm xuể. Chọn đại một người cũng tốt hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần. Mi tâm của Lương Vương mơ hồ giật giật, tức giận nói, bản vương có nói thương tâm vì nàng ta sao? Thái tử hoàn toàn không nể mặt, huynh cứ trốn mãi trong cung không chịu ra ngoài không phải là vì sợ đối mặt sao? Bị người ta hủy bỏ hôn ước mà thôi cũng có gì to tát đâu. Là nàng ta không biết điều, vậy mà huynh còn vì nàng ta mà hành hạ bản thân mình sao? Lương Vương nhìn hắn ta chằm chằm. Ánh mắt tối tăm, bản vương còn chưa hỏi ngươi, có phải ngươi và Hạ Oanh Nhiễm có tư tình không? Lão hồ ly Hạ thừa tướng kia vốn dĩ muốn gả Hạ Oanh Nhiễm cho bổn vương nhưng trước đó ông ta tới tìm bổn vương nói Hạ Thương Mai thương nhớ bổn vương đã lâu,
lại là thân phận đích nữ, cho nên bổn vương mới đồng ý đổi người. Bây giờ nghĩ lại, đúng là do ngươi động tay động chân. Ngươi và Hạ Oanh Nhiễm thông đồng trước, khăng khăng ép cả Hạ Thương Mai cho bổn vương. Bổn vương mất sạch thể diện như vậy cũng là nhờ ngươi đấy. Thái tử bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, lập tức xanh mặt cả giận nói, thông đồng gì chứ? Bổn cung và Hạ Oanh Nhiễm vốn chẳng quen thân, cùng lắm chỉ gặp mặt mấy lần, huynh còn tin lời của Hạ Thương Mai sao? Nữ nhân này đùa giỡn huynh trong lòng bàn tay như vậy, huynh không chút giận lên người nàng ta ngược lại còn nói chuyện thay cho nàng ta. Huynh bị tàn tật chân chứ không phải bị bại não, sao lại hèn nhát như vậy? Đúng là đồ ăn hại. Được rồi, hoàng hậu giận tím mặt, trên mặt như phủ một tầng xương. Sao bà ta khổ thế này? Là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ cao quý đến mức nào, hơn nữa còn sinh cho hoàng thượng hai đứa con trai, độc sủng hậu cung, người bên cạnh khen ngợi không dứt nhưng chỉ có một mình bà ta mới biết được cay đắng trong đó mà thôi. Hai huynh đệ chúng từ nhỏ đã không hợp nhau, thế ở chung một chỗ là cãi nhau, tuy trong lòng hoàng hậu biết chuyện hôm nay là có nội tình nhưng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt, đánh ở đâu cũng đau như nhau. Thái tử thấy mẫu hậu giận dữ, thì tức giận nói, mẫu hậu người cứ chiều chuộng huynh ấy đi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì huynh ấy cũng có ngày bị khiếp nhược mà chết. Hắn ta nói xong thì lạnh lùng rời khỏi. Lương vương tức giận đến da đầu tê dại, cảm giác càng lúc càng choáng váng. Hắn ta giơ tay ra giữ chặt cây ngân hạnh bên cạnh, tay chân hơi run rẩy. Toàn nhi, con sao vậy? Hoàng hậu là người đầu tiên phát hiện hắn ta không ổn, mặt biến sắc, vội vàng kêu lên, Trịnh nhi, nhanh truyền ngự y. Thái tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy lương vương đã ngã trên mặt đất, tứ chi co lại bắt đầu co giật. Hắn ta cau mày, xì một tiếng, trầm thấp nói, sao không chết đi? Hắn ta thờ ơ lạnh nhạt nhìn một lúc, nhìn thấy cung nữ, thái giám đều xông qua đó cứu lương vương, hắn ta nhổ nước bọt, chán ghét dặn dò người bên cạnh, nhanh đi truyền ngự y đến đây. Lúc ngự y tới thì tình trạng của lương vương đã rất nghiêm trọng. Thái giám, cung nữ ở đây không biết cách xử lý chứng động kinh. Lúc lương vương phát bệnh, tứ chi co giật, tuy hoàng hậu ra lệnh cho thái giám dùng tay đặt vào miệng thái tử để phòng ngừa hắn ta cắn lưỡi nhưng vì trong lúc hoảng loạn đã quên lời Thương Mai dặn ngày đó, bà ta ra lệnh người hầu giữ chặt tay chân của lương vương làm hắn ta bị gãy xương hơn nữa dịch tiết trong miệng lương vương không kịp thời thải ra ngoài, bị nuốt ngược vào trong làm nghẽn hô hấp, còn bị gãy cổ. Lúc ngự y nhìn thấy lương vương thoi thóp, hít thở khó khăn, môi tím ngắt, sắc mặt đen xì thì trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến hành cấp cứu, xem như là cứu được chút hơi tàn nhưng tình trạng của hắn ta vẫn rất nghiêm trọng. Lương vương được đưa về cung của hoàng hậu, bởi vì không chẩn đoán ra bị gãy xương cổ dẫn đến thương thế càng nặng hơn, ảnh hưởng đến hô hấp. Hoàng hậu nương nương, tình trạng của lương vương rất nghiêm trọng. Ngự y hé miệng mấy lần nhưng vẫn không nói ra được mấy lời tiếp theo. Chương 17, đối chọi gay gắt. Cơ mặt hoàng hậu khẽ co rúm, ánh mắt như có ngọn lửa đang nhen nhóm, làm người khác không dám nhìn thẳng, bà chỉ tay vào ngự y, gần như hét khàn cuống họng, bản cung mặc kệ ngươi dùng cách gì cũng phải cứu được lương vương. Vâng, vâng, ngự y bị dọa sợ, vội xoay người sai người đi tới thái y viện tìm người. Tất cả ngự y đều tới đây, ngay cả viện phán đại nhân cũng vội vàng chạy tới. Cung điện rất hỗn loạn, hoàng hậu ngồi trên ghế thái sư. Dáng vẻ cao quý ngày xưa đã bị sự sợ hãi xé rách rồi, tay bà cầm một chuỗi tràng Phật, miệng lẩm bẩm niệm kinh văn, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh lại được, ánh mắt không ngừng nhìn về phía giường. Thái tử cũng đứng trông chừng bên cạnh, nhưng vẻ mặt lại ung dung nhàn nhã, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn trong căn phòng này. Như thể người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh không phải là huynh trưởng của hắn vậy. Vẻ mặt viện phán rất căng thẳng, nhìn chén thuốc đã sắc xong, nhưng lương vương lại suýt sặc đến tắt thở. Nên ông không dám dùng thuốc nữa. Dưới tình huống này, nếu không mau chóng làm giảm bệnh khó thở, lương vương sẽ mất mạng. Dùng châm cứu là cách có hiệu quả nhanh nhất, có thể đả thông kinh mạch trong huyệt vị, tuy không thể chắc chắn có cứu được lương vương hay không nhưng chí ít có thể thông khí hô hấp, tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ lương vương không thể uống thuốc, nên chỉ có một cách duy nhất là dùng châm cứu. Nhưng trong thái y viện gần như không có mấy người tinh thông thuật châm cứu. Chỉ có mình viện phán đại nhân là từng nghiên cứu về châm cứu. Mà viện phán cũng là người đưa ra quyền quyết định cuối cùng cho việc chữa trị. Viện phán nhìn hoàng hậu đang niệm kinh Phật ở bên cạnh, rồi chậm rãi quỳ xuống nói, hoàng hậu nương nương, giờ cách duy nhất để cứu lương vương chính là châm cứu. Châm cứu, mi tâm hoàng hậu khẽ giật,
không khỏi nhớ tới những lời Hạ Thương Mai nói. Bà đặt chuỗi tràng Phật xuống ngay, rồi nhìn viện phán, người có nắm chắc thuật châm cứu không? Vẻ mặt viện phán hơi khó coi, thần không nắm chắc lắm, nhưng đây là cách duy nhất. Hoàng hậu không khỏi thất vọng, hôm đó bản cung hỏi ngươi chuyện liên quan đến châm cứu, ngươi nói châm cứu không ổn thỏa lắm, nếu lúc ngươi châm cứu xảy ra sai sót, vậy lương vương phải làm thế nào? Viện phán nói, nếu tùy ý châm cứu, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu là người tinh thông thuật châm cứu, thì có thể làm thuyên giảm tình trạng hiện tại của lương vương, còn chuyện hôm đó hoàng hậu nương nương hỏi thần, rồi thần trả lời như vậy, là vì đến giờ thần vẫn chưa gặp đại phu nào tinh thông thuật châm cứu. Nhưng lý thuyết đâm vào huyệt vị để lấy máu đó thì có thể áp dụng được, tiếc là không biết đi đâu để tìm được một vị thần y như vậy. Ông bỗng ngẩng đầu lên hỏi, nương nương, người đã đưa ra ý tưởng đâm vào huyệt vị để lấy máu là ai vậy? Cho dù hắn không hiểu thuật châm cứu, thì cũng có thể quen biết một cao nhân nào đó. Hoàng hậu nhớ tới Hạ Thương Mai, chỉ nghĩ nàng là một thiếu nữ khuê các không hiểu gì về thuật châm cứu, nhưng những lời này đều do chính miệng nàng nói. Chẳng lẽ nàng thật sự quen biết vị cao nhân nào đó? Không, không, theo lý mà nói thì chuyện này không thể nào, Hạ Thương Mai và Liên Thị luôn ở trong tướng phủ, chưa từng nhìn thấy thế sự, Hạ Thừa Tướng cũng sẽ không cho nàng đi ra ngoài tiếp xúc với người khác, vậy thì tại sao nàng có thể quen biết vị cao nhân đó? Một ngự y nghe viện phán nói vậy thì bước lên nói, Hoàng hậu nương nương, Hạ Thương Mai không thể quen biết vị cao nhân nào được, một nữ nhi thì hiểu gì về y thuật chứ? Chẳng qua nàng ta biết được mấy chữ, nên đọc được điều này trong y thư tam lưu của các đại phu trong dân gian hoặc giã sử, rồi khoe khoang với mọi người thôi, đại phu tốt nhất trong thiên hạ này đều ở trong cung hết rồi. Ngự y này họ Lưu, là ngự y từng cấp cứu cho Lương Vương khi phát bệnh, gần đây ông ta đã được thăng lên làm phó viện phán. Hôm đó Thương Mai đề xuất việc châm vào huyệt vị để lấy máu, đã làm ông ta bất mãn với nàng, một thiếu nữ khuê các mà dám đưa ra ý kiến với ngự y đương triều. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng. Hoàng hậu nhìn Lưu Ngự Y, cảm thấy ông nói cũng có lý, bà đang định lên tiếng thì thái tử đứng bên cạnh nghe Lưu Ngự Y nói vậy thì bỗng có hứng thú. Lưu Ngự Y, người nói Hạ Thương Mai đưa ra ý kiến châm vào huyệt vị để lấy máu. Lưu Ngự Y nói, thái tử điện hạ, chuyện này là do Hạ Thương Mai không tinh thông y thuật, nên nhìn thì có thể làm được, nhưng khi tiến hành sẽ rất khó, nếu không xử lý tốt sẽ mất mạng, nên ý kiến này không thể tin được. Thái tử lại nhìn viện phán hỏi, người mới nói châm cứu là cách duy nhất đúng không? Viện phán thành thật khai báo, bẩm điện hạ, giờ khí quản lương vương đang bị một dị vật mắc kẹt, dẫn đến khó thở, cộng thêm việc không thể uống thuốc, nên ngoài việc châm cứu thì thật sự không còn cách nào khác. Thái tử ừm một tiếng rồi nhìn hoàng hậu, mẫu hậu, giờ tình trạng của hoàng huynh đã không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào việc châm cứu để cứu chữa, mặc dù nói châm cứu sẽ gặp nguy hiểm nhất định. Nhưng nếu không châm cứu, chúng ta sẽ trơ mắt nhìn hoàng huynh mất, không bằng truyền Hạ Thương Mai đó vào cung, nếu nàng ta biết y thuật thì tốt, còn nếu không biết thì chúng ta cứ hỏi xem, rốt cuộc những lời nàng ta nói là do ai nói cho nàng ta biết, rồi mời vị cao nhân đó vào cung chữa trị cho hoàng huynh. Hoàng hậu không ngờ hắn có thể nói ra những lời này, xem ra, mặc dù ngày thường hai người luôn cạnh tranh nhau, nhưng dù gì cũng có một chút tình cảm huynh đệ, nên tới thời khắc sinh tử sẽ bộc lộ ra ngoài. Mắt bà hơi ngấn nước, Trịnh Nhi à, mẫu hậu thật sự rất vui khi con có thể nói ra những lời như vậy, có thể thấy con luôn quan tâm đến hoàng huynh con. Thái tử đau khổ nói, mẫu hậu, hoàng huynh bị tàn tật là do nhi thần, nếu năm đó huynh ấy không vì cứu nhi thần, thì đã không bị thương đến mức tàn tật, trong lòng nhi thần luôn biết ơn hoàng huynh, nhưng vì hổ thẹn quá mức, không thể đối mặt, rồi lâu ngày trong lòng nảy sinh hiềm khích, giờ nhi thần nhớ lại cũng rất hối hận, hiện tại phụ hoàng đang nằm trên giường bệnh chưa rõ sống chết. Hoàng huynh cũng thế, nếu nhi thần còn không hiểu chuyện, vậy tương lai thiên hạ này còn có thể mong đợi vào ai? Hoàng hậu nắm tay hắn, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui là vì cuối cùng hai huynh đệ cũng hòa giải rồi, buồn là vì toàn nhi vẫn nằm trên giường, chưa rõ sống chết. Bà không thể không thận trọng, nhất là những chuyện liên quan đến tính mạng toàn nhi. Sau khi trầm ngâm một lúc, bà không thể không đưa ra quyết định, người đâu, mau mời nhiếp chính vương vào cung. Hoàng thượng bị bệnh nặng. Giờ bà đã hạ lệnh không cho phép ai được vào thăm, nhưng lúc trước hoàng thượng đã nói, hễ đưa ra quyết định gì quan trọng, cũng phải hỏi ý kiến nhiếp chính vương Mộ Dung Khanh. Nên hoàng hậu dù không muốn gặp tiểu thúc này, cũng đành phải sai người đi mời hắn tới đây cho ý kiến. Vì một khi có gì sai sót, bà không chỉ mất đi một nhi tử, mà bà còn bị liên lụy khi đưa ra quyết định sai lầm.
Người trong cung vội đi mời Nhiếp Chính Vương. Viện phán do dự một lát rồi nói, Hoàng hậu nương nương, giờ tình trạng của Lương Vương rất nguy cấp, nếu mời Nhiếp Chính Vương tới đây, chỉ sợ bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Hoàng hậu ngước mắt lên hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Các ngươi đều không am hiểu, cũng không tinh thông thuật châm cứu, dù gì cũng phải có người đưa ra quyết định mới được. Lưu Ngự Y quỳ xuống nói ngay, Hoàng hậu nương nương, vi thần đã từng nghiên cứu thuật châm cứu, mặc dù không tinh thông, nhưng cũng có thể làm thuyên giảm bệnh tình của Lương Vương Điện Hạ. Viện phán nghe vậy thì nhất thời hoảng hốt, Lưu Đại Nhân, ông không thể cậy mạnh, chuyện này liên quan đến an nguy sống chết của Lương Vương Điện Hạ, thuật châm cứu của ông vẫn chưa đạt tới trình độ điêu luyện, nên không thể châm cứu lung tung được. Từ khi Lưu Ngự Y được thăng lên làm phó viện phán, ông luôn muốn đá vị viện phán này đi, mặc dù hôm đó ông đã mắng Hạ Thương Mai, nhưng sau khi đi về ngẫm nghĩ lại, rồi kiểm tra y thư, ông đã nhận ra rằng nàng nói rất có lý. Mặc dù ông không chắc chắn về thuật châm cứu của mình, chưa đạt đến trình độ đâm vào huyệt vị để lấy máu chữa trị, nhưng cũng có thể làm giảm bệnh khó thở. Chương 18, uống rượu độc. Nên ông nói với viện phán, đại nhân, chính vì lúc này Lương Vương đang ở thời khắc sinh tử, nên ta không thể không thử, bằng không một khi bệnh tình bị chậm trễ, đến lúc đó có muốn thử cũng không thử được. Hoàng hậu nghe vậy thì trong lòng rối như tơ vò, cầm chuỗi tràng Phật đi tới bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt tím tái của Lương Vương, hắn hít thở rất khó khăn, miệng mở ra, mặc dù đang hôn mê, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, khóe miệng còn chảy nước miếng, bà không biết y thuật, cũng không biết kế tiếp phải làm thế nào. Thái tử lại khuyên nhủ, mẫu hậu, nếu mẫu hậu đã sai người đi mời hoàng thúc, cớ sao mẫu hậu không mời Hạ Thương Mai đó vào cung luôn, cho dù nàng ấy không biết y thuật, cũng không quen biết vị cao nhân nào, thì cũng không tổn hại gì, nhỡ đâu nàng ấy thật sự quen biết thì sao? Vậy thì hoàng huynh được cứu rồi. Hoàng hậu nghĩ cũng đúng, nên tiếp tục truyền người vào, các người đến tướng phủ truyền khẩu dụ của bản cung đưa Hạ Thương Mai vào cung. Ma ma lĩnh mệnh, vội vàng xuất cung đến tướng phủ. Mộ Dung Khanh đang nghị sự cùng đại thần trong phủ, nghe người trong cung tới nói Lương Vương lại phát bệnh, hơn nữa còn rất nguy cấp, hắn liền sai người đi chuẩn bị xe ngựa vào cung ngay. Trên đường vào cung, hắn bỗng vén rèm nói Nghiêm Vinh, người mau tới tướng phủ mời Hạ Thương Mai vào cung đi. Nghiêm Vinh do dự một lát rồi nói, Vương gia, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương không cho phép. Bệnh tình Lương Vương đang nguy cấp, ta mặc kệ bà ta có cho phép hay không. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Vương gia, người phải thật cân nhắc, giờ chắc chắn ngự y trong cung đều ở bên cạnh Lương Vương, nếu ngay cả ngự y cũng hết cách, vậy chắc chắn Hạ Thương Mai cũng thế. Nàng ấy chỉ là một thiếu nữ khuê các, dù biết y thuật cũng không thể tinh thông hơn ngự y được. Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, nhớ lại những lời Hạ Thương Mai đã nói hôm đó, hắn không biết nàng có tinh thông y thuật hay không, nhưng từ những lời nàng nói có thể phân tích ra, nàng có nghiên cứu về thuật châm cứu. Đầu tiên đừng quan tâm đến chuyện này, là ta sai ngươi đi mời nàng ấy, nếu có hậu quả gì, bản vương sẽ tự gánh vác. Mộ Dung Khanh nói, Nghiêm Vinh thấy hắn nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Bảo người lái xe dừng lại, rồi chạy về phía tướng phủ. Bên này, Thương Mai nhận ly rượu độc, lạnh lùng nhìn lướt qua những người có mặt tại đây, cuối cùng vẫn dừng trên khuôn mặt Hạ Thừa Tướng. Cô thật sự không muốn hỏi ông điều gì nữa, bởi vì cô biết rõ mình sẽ thất vọng, nhưng tình cảm của nguyên chủ vẫn đang ám ảnh trong tâm trí cô, như thể không hỏi rõ vấn đề này thì không từ bỏ ý định. Nên cô bưng ly rượu lên hỏi Hạ Thừa Tướng, phụ thân, con chỉ hỏi phụ thân một câu cuối cùng. Phụ thân thật sự tuyệt tình thế ư? Thương Mai quyết định, nếu cô nhìn thấy một tia do dự trong mắt ông, một chút vẻ mềm lòng trên mặt ông, cô sẽ nể phần tình cảm nguyên chủ dành cho ông, sau này sẽ không làm khó ông. Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này của mình thật ngu ngốc, nhưng cô muốn tôn trọng chút tình cảm còn sót lại của nguyên chủ. Hạ Thừa Tướng cũng dùng hành động của mình để chứng minh Thương Mai đang làm chuyện ngu ngốc, ông lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt vẫn mất kiên nhẫn nói, ta từng mềm lòng với ngươi. Nhưng tiếc là ngươi không chịu trân trọng, nếu ngươi ngoan ngoãn ngồi lên kiệu hoa, thì sẽ không có chuyện hôm nay, đây là kết quả do ngươi tự tạo ra, nên ngươi phải tự gánh lấy. Không biết từ khi nào trên song cửa sổ đã xuất hiện một con chim bói cá, toàn thân xanh biếc, vỗ cánh đậu ở đó. Hạ Thừa Tướng nói xong mấy câu này thì chim bói cá lại vỗ cánh bay đi mất. Tiếng quạ truyền tới từ phía xa xa, mặc dù là ban ngày, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu khát máu này, ai cũng cảm thấy lạnh lẽo khiếp sợ không nói nên lời. Hạ Oanh Nhiễm cười trên nỗi đau của Thương Mai, nàng ta thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ thảm thương của Thương Mai.
Hạ Thương Mai hỏi câu này là hy vọng phụ thân niệm tình cha con, mà để cho một con đường sống, nhưng tiếc là phụ thân không hề có ý định buông tha cho Hạ Thương Mai. Hạ Oanh Nhiễm muốn nhìn thấy Hạ Thương Mai lộ ra vẻ mặt đau lòng tuyệt vọng, nhưng tiếc là Thương Mai không làm thế, mà ngược lại cô còn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng tích tụ dưới đáy lòng, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên thoải mái hơn. Thương Mai thật sự cảm thấy, chút lưu luyến đối với người phụ thân này ở trong tim đã biến mất. Cô biết lúc Hạ Thừa Tướng nói ra câu này, tình cảm còn sót lại của Nguyên Chủ đã tan biến, Nguyên Chủ không còn ôm một tia hy vọng nào với ông nữa. Như vậy, chuyện kế tiếp cô không cần phải niệm tình gì nữa, vì bọn họ chỉ có thể là kẻ thù. Thương Mai đẩy chiếc nhẫn lên đầu ngón tay, rồi khẽ khuấy vào ly rượu độc. Chiếc nhẫn này được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể hấp thu phần lớn độc tính. Ngươi còn dây dưa gì nữa? Ngươi đâu, mau đổ rượu vào miệng nàng ta. Lão phu nhân trừng mắt, lạnh lùng quát. Hôm nay bà đã tốn quá nhiều thời gian để xử lý chuyện này, giờ chỉ muốn mau chóng giải quyết Hạ Thương Mai, rồi nghĩ cách xoa dịu chuyện Hưu Thư. Nhưng muốn xoa dịu chuyện Hưu Thư thì nhất định phải chắc chắn tội danh ăn trộm của Liên Thị, nên bà ta không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào chỗ này. Thúy Ngọc và Lam Ngọc bước lên phía trước, định khống chế Thương Mai, nhưng Thương Mai lại lạnh lùng quát, các ngươi mau cút ra. Ngươi sắp chết đến nơi rồi dám mạnh miệng. Hạ Oanh Nhiễm định đạp Thương Mai, nhưng cô đã nhanh chân hơn, lúc nàng ta đang nhấc chân lên, cô đã đạp mạnh vào bắp chân nàng ta, Hạ Oanh Nhiễm bị cô đạp đến mức lùi về sau hai bước, rồi ngã xuống sàn. Cùng lúc đó, Thương Mai uống hết ly rượu độc, rồi ném chiếc ly xuống sàn, căm hận nói, Hạ Thương Mai ta có làm ma cũng không buông tha các người. Mặc dù rượu độc đã được Đoạt Phách Hoàn hấp thu hơn phân nửa, nhưng vẫn còn độc tính còn sót lại, hơn nữa cơ thể Thương Mai lại cực kỳ yếu ớt. Nên không thể chống đỡ độc tính xâm nhập, cảm giác mê man ập tới, cổ họng cô tanh ói rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nguyệt Nhung phu nhân sao có thể để cô chết thoải mái như vậy? Bà ta lạnh lùng căn dặn, người đâu, mau kéo nàng ta vào phòng tối, đừng làm bẩn phòng lão phu nhân. Cảm giác mê man ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Thương Mai cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể này. Lam Ngọc và Thúy Ngọc ép đè cô xuống, Thương Mai vẫn lạnh lùng nhìn mấy người có mặt tại đây. Máu độc lại trào ra, nhưng cô cố gắng kiềm lại, rồi hung ác nói, tốt nhất là mấy người nên cầu trời khấn Phật hy vọng ta chết đi, bằng không một khi ta còn sống, thì người chết sẽ là các người. Hạ Oanh Nhiễm đứng dậy, nghe Thương Mai nói vậy thì cười to, người đã uống rượu độc rồi, mà còn muốn sống à? Người yên tâm, người chắc chắn sẽ chết, độc tính trong ly rượu này cũng không nặng, nên người sẽ không chết ngay, ta muốn người phải bị tra tấn đến chết. Hạ Thừa Tướng nghe vậy thì nhíu mày nói với Hạ Oanh Nhiễm. Con không được tra tấn, để nó chết trong phòng tối là được rồi, bằng không lúc chôn cất bị người khác nhìn thấy vết thương trên người, sẽ bị lời ra tiếng vào. Phụ thân yên tâm, con chỉ muốn chút giận thay phụ thân thôi, nó làm phụ thân mất mặt trước mặt nhiều người như thế, còn liên lụy phụ thân đắc tội với Hoàng hậu và Lương Vương, sao nữ nhi có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Hạ Thừa Tướng nghe vậy thì nhớ lại chuyện hôm đó, ông thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, nên vung tay lên, vô tình nói, con dẫn nó đi đi. Để nó nhận chút bài học. Hạ Oanh Nhiễm cười thầm, vâng, nữ nhi biết rồi ạ. Lúc Thương Mai bị kéo ra cửa, Tiểu Khuyên thấy Thương Mai bị kéo ra ngoài thì sửng sốt, vội tiến lên hỏi, đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu, mau tới đây kéo nàng ta ra ngoài luôn đi. Hạ Oanh Nhiễm hét lên. Chương 19, Phong Huyệt giải độc. Hạ Oanh Nhiễm vừa ra lệnh, đã có hai tên đầy tớ đi tới kéo Tiểu Khuyên đi. Tiểu Khuyên sợ đến biến sắc. Ngay cả đại tiểu thư cũng gặp trắc trở trong tay bọn họ, lần này mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Mặc dù nàng ấy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao thì bản thân cũng chỉ là một cô gái mới lớn, sao lại không sợ chứ? Trên đường bị kéo đi, nàng ấy luôn run rẩy, cắn chặt răng để kiềm nén nỗi sợ. Thương Mai thấy Tiểu Khuyên bị kéo đi, đầu óc cô choáng váng, độc tính xâm nhập làm nửa người cô gần như tê liệt. Cô nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Tiểu Khuyên, nhưng nàng ấy không khóc. Mà chỉ cắn chặt răng để kiềm nén, cô thề, chỉ cần cô có thể sống tiếp, chắc chắn cô sẽ không bạc đãi nha hoàn này. Hai người bị ném vào phòng tối, Thúy Ngọc cười khẩy, đại tiểu thư, người cứ từ từ hưởng thụ mùi vị trước khi chết đi. Nói xong, ả cùng mấy người khác xoay người rời đi. Tiểu Khuyên bò tới chỗ cô, đại tiểu thư sao rồi? Thương Mai biết cô phải tranh thủ thời gian, vì lát nữa chắc chắn Hạ Oanh Nhiễm và Nguyệt Nhung phu nhân sẽ tới đây. Cô phải khống chế không cho độc tính lan ra trước khi bọn họ tới,
bằng không cho dù cô có thể chống đỡ đến khi người hoàng hậu tới thì cũng không thể chữa trị cho Lương Vương được. Giờ cô không dám nghĩ tới cảnh tượng nếu Lương Vương không phát bệnh thì cô sẽ thế nào, vì bệnh của Lương Vương là cơ hội cuối cùng để cô phản kích, bằng không cô chỉ có thể tự vệ bằng cách giết người của tướng phủ để trốn thoát. Chưa tới thời khắc cuối cùng, cô sẽ không chọn cách như vậy, bằng không cô cần gì phải chịu khổ trong mấy ngày nay. Hạ Thương Mai cô không phải hạng người ham sống sợ chết, một là cô không tranh giành, hai là cô liều mạng đến giây cuối cùng. Mau, người mau lấy túi châm cứu trong ống tay áo của ta ra đi. Thương Mai khó khăn nói với Tiểu Khuyên. Tiểu Khuyên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời cô, nhanh chóng lấy túi châm cứu trong ống tay áo của cô ra. Người mở ra đi, Thương Mai cảm thấy hơi khó thở, máu chảy nhanh, tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vâng vâng, Tiểu Khuyên luống cuống mở ra, sau đó thì sao? Thương Mai miễn cưỡng ngồi dậy, nhanh chóng châm vào bốn huyệt lớn trên người mình, rồi ép chất độc xuống chân trái. Cứ như vậy, mặc dù hành động hơi bất tiện, nhưng nó có thể giảm thiểu tác hại của chất độc đối với cơ thể đến mức thấp nhất. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, cô cố gắng chịu đựng sự ảnh hưởng của độc tố còn sót lại đối với cơ thể. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Khuyên thấy trán cô toát mồ hôi, vẻ mặt đau khổ thì không khỏi lo sợ hỏi. Thương Mai không nói gì, chỉ nắm chặt đoạt phách hoàn, phóng ra năng lượng điện tích trữ, rồi tiến hành phân giải điện kích chất độc ở chân trái. Chuyện này không thể làm xong trong một lần được, nhưng chí ít có thể hoàn toàn phân giải 7-8 phần độc tố ra bên ngoài, hơn nữa phải kết hợp với canh giải độc trong cơ thể mới có thể bài trừ hết độc tố. Vừa làm xong mấy chuyện này, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của Thương Mai, Nguyệt Nhung phu nhân và Hạ Oanh Nhiễm tới rồi. Bọn họ dẫn theo hai vú già to khỏe đi tới, trong đó có một vú già từng giám sát Thương Mai quỳ trước thần lầu. Hôm đó Thương Mai đã đánh bà ta, nên bà ta luôn ghi hận trong lòng, lúc Nguyệt Nhung phu nhân vừa truyền người vào, bà ta đã xung phong đi đầu. Ở trong phủ nhiều năm rồi, bà ta được lão phu nhân xem trọng, vậy mà lại bị một nha đầu không được cưng chiều lại sắp chết ức hiếp, sao bà có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Nên cửa phòng tối vừa mở ra, vú già đó không đợi Nguyệt Nhung phu nhân căn dặn, đã bước tới túm tóc Thương Mai kéo ra cửa, rồi lạnh lùng quát mau quỳ xuống, để phu nhân dạy dỗ ngươi. Tiểu Khuyên lao tới hét lớn, bà thả đại tiểu thư ra. Không biết Tiểu Khuyên lấy đâu ra can đảm, cắn vào cổ tay vú già đó, nàng gần như dùng hết sức lực trên người mình để cắn, đến khi nào tay vú già này máu chảy đầm đìa mới thôi. Trong lòng Tiểu Khuyên nghĩ mình chết chắc rồi, nên cuối cùng sự nhẫn nhịn nhường bộ trong thời gian dài như vậy cũng bộc phát ra ngoài, nàng cắn đến mức toàn thân run rẩy, đáy mắt thoáng qua tia hung ác sắc bén, hoàn toàn khác với nha đầu rụt rè ngày thường. Vú già đó đau đến mức hét toáng lên, một vú già khác cũng đi tới, ra sức đá vào người Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên bị đá đến mức miệng trào ra máu, nhưng vẫn không nhả ra, mà ngược lại còn cắn đến mức vẻ mặt đầy dữ tợn. Thương Mai lấy lại sức lực, rút cây châm trên đầu ra, rồi nhào lên, không chút do dự đâm mạnh vào đùi vú già đang đá Tiểu Khuyên, vú già đó hét toáng lên rồi ngã xuống sàn, chỗ bị cây châm đâm vào đã chảy đầy máu. Nguyệt Nhung phu nhân thấy thế thì ngạc nhiên nhìn Thương Mai. Chẳng phải nàng ta bị trúng độc à? Sao vẫn còn sức để phản kháng? Nhưng bà chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thương Mai đã nhanh chóng giải quyết hai vú già đó, rồi lảo đảo đứng dậy, lao tới chỗ bà. Nguyệt Nhung phu nhân vốn định đánh Thương Mai một trận trước khi chết để hả giận, nên mới dẫn hai vú già to khỏe nhất tới đây. Hai vú già này đã ở trong phủ nhiều năm, nên hiểu rõ mấy chiêu thức thâm độc nhất, nhưng không ngờ bọn họ còn chưa kịp ra tay đã bị Thương Mai và Tiểu Khuyên quật ngã rồi. Bà lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám của Thương Mai, rồi lạnh lùng quát, người sắp chết đến nơi rồi còn dám hung hăng ngang ngược như vậy. Thương Mai cười khẩy, Trần Nguyệt Nhung, người sắp chết đến nơi không phải ta, mà là bà tưởng chuyện của bà và Trần Ninh có thể che mắt được ai. Mặt Nguyệt Nhung phu nhân bỗng trắng bệch, nhìn Thương Mai ngạc nhiên rồi tức đến phát điên, người nói bậy gì đó. Thương Mai vốn chỉ suy đoán, nên mới thăm dò bà ta, giờ thấy mặt bà ta thay đổi như vậy. Cô liền biết mình đã đoán đúng 8-9 phần, nên lạnh lùng nói, ta nói bậy à. Trong khoảng thời gian bà ở quá, bà đã chung trả với Trần Ninh, rồi mang thai, sau đó bà tìm đủ mọi cách để gả vào tướng phủ. Thương Mai nhìn chằm chằm Hạ Oanh Nhiễm, ngươi tưởng Hạ Thừa Tướng thật sự là phụ thân của ngươi à? Không, phụ thân của ngươi là Trần Ninh, là tên lưu manh ở ngoài chợ. Hạ Oanh Nhiễm hoàn toàn không tin lời cô nói, ngươi tưởng ta tin lời ngươi nói à?
Những lời dối trá như vậy, ngươi cứ giữ lại để nói với Diêm Vương đi. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi cứ hỏi mẫu thân ngươi đi. Thương Mai hừ lạnh, lúc nãy kích động nên khí huyết hơi dâng trào, cô cố gắng kiềm chế lại, giả vờ bình tĩnh. Ta giết ngươi, đáy mắt Nguyệt Nhung phu nhân hiện lên vẻ thù hận và hoảng sợ, rồi hét lớn, người đâu, mau hành hình, ta muốn đánh chết hạng người vô liêm sỉ không tôn trọng thứ mẫu và trưởng bối này. Thương Mai biết cô đã đoán đúng rồi, thảo nào, cô không hề nhìn thấy nét nào của Hạ Thừa Tướng trên mặt Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Lâm, hóa ra bọn họ thật sự không phải con Hạ Thừa Tướng. Thương Mai kéo lê chân trái hơi bất tiện, từng bước áp sát, cây châm cố định búi tóc đã cắm trên đùi vú già kia, nên tóc cô rơi tán loạn, gió bên ngoài lại thổi vào, càng làm tóc cô rối hơn, trông không khác gì nữ quỷ, đáy mắt lóe lên tia u ám thù hận. Nguyệt Nhung phu nhân liên tục lùi về sau, rồi ra sức hét lên, người đâu, người đâu. Ngoài viện chỉ có hai tên đầy tớ, nghe thấy tiếng hét của Nguyệt Nhung phu nhân thì vội vàng xông vào. Nguyệt Nhung phu nhân chỉ tay vào Thương Mai, rồi lạnh lùng căn dặn, người đâu, mau kéo nàng ta xuống, rồi đánh chết cho ta. Hai tên đầy tớ liếc nhìn Thương Mai, nhưng đều bị sự lạnh lùng dưới đáy mắt của cô dọa cho lùi về sau. Hạ Oanh Nhiễm tức giận quát, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt nàng ta lại. Hai tên đầy tớ đành phải liều mạng đi tới, định mỗi người giữ một tay Thương Mai kéo ra ngoài, nhưng Thương Mai lại nhào tới, Sô Nguyệt Nhung phu nhân ngã xuống sàn, rồi bóp chặt cổ bà ta. Nhưng thể lực của cô đã không chống đỡ nổi, độc tố càng ăn mòn hơn suy nghĩ ban đầu của cô không thể không dùng cách này để tự vệ, bằng không dù người hoàng hậu tới đây, cô cũng không thể vào cung được. Chương 20, đánh người bên cạnh hoàng hậu. Cùng lúc đó, Nghiêm Vinh thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương đã tới tướng phủ muốn gặp Hạ Thương Mai. Hạ Thừa Tướng nghe thuộc hạ báo người bên cạnh Nhiếp Chính Vương đến thì đích thân ra đón. Tướng gia đại nhân, vương gia sai ta tới đây truyền Hạ Thương Mai vào cung. Nghiêm Vinh nói. Hạ Thừa Tướng nghe vậy thì tim đập mạnh, vương gia truyền vào cung. Không biết là vì chuyện gì. Nghiêm Vinh nói, ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh của vương gia, nên không biết rõ nguyên do. Hạ Thừa Tướng tiếc nuối nói. Nhưng tiểu nữ bỗng phát bệnh cấp tính, giờ đã nằm liệt trên giường, e là không thể vào cung được, làm phiền ngươi quay về báo với vương gia một tiếng. Bệnh cấp tính, Nghiêm Vinh nhíu mày, trong lòng lại thầm kêu không ổn, chẳng lẽ tướng phủ đã xuống tay trước một bước? Đúng vậy, đại phu nói chỉ sợ tiểu nữ không qua khỏi. Hạ Thừa Tướng đau khổ nói. Nghiêm Vinh biết đây chỉ là cái cớ nên nói, đại nhân có thể để ta đi gặp đại tiểu thư một lát không? Chỉ sợ chuyện này không ổn cho lắm, vẻ mặt Hạ Thừa Tướng hơi khó chịu, giờ tiểu nữ đang bệnh nặng, lại nằm trong khuê phòng, sao có thể để nam nhân tùy ý đi vào chứ? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của tiểu nữ. Danh tiết, trong lòng Nghiêm Vinh cười khẩy, giờ Hạ Thương Mai còn danh tiết gì chứ? Nàng ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong kinh thành khi hủy hôn trước mặt mọi người, còn là nhân vật cực kỳ tiêu cực, đối đầu với người nhà, không biết đối nhân xử thế, đắc tội với Lương Vương và Hoàng hậu Nương Nương. Ai mà không tránh xa nàng ấy chứ? Mong tướng ra thứ lỗi, ta cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh, nhất định phải gặp mặt đại tiểu thư, bằng không ta không thể về bẩm báo với vương ra được. Nghiêm Vinh nói, nếu Hạ Thương Mai thật sự gặp phải chuyện bất chắc, chỉ sợ Lương Vương Điện Hạ cũng hết thuốc chữa. Nghiêm Vinh biết rõ tình cảm giữa vương gia và Lương Vương, nên không gặp được Hạ Thương Mai hắn sẽ không đi, cho dù là một cỗ thi thể, hắn cũng muốn gặp. Hạ Thừa Tướng hơi mất kiên nhẫn. Sao người này khó chơi vậy chứ? Ông đường đường là thừa tướng nhất phẩm, lại đích thân đi tiếp đón người có địa vị thấp như hắn đã cực kỳ nể mặt hắn rồi, nhưng không ngờ hắn lại dây dưa thế này. Ngươi quay về đi, ngày mai gặp vương gia, bản tướng sẽ đích thân giải thích với vương gia. Hạ Thừa Tướng nói xong thì định xoay người rời đi. Nhưng Nghiêm Vinh lại tiến lên ngăn cản, kiên định nói, tướng gia, hôm nay không gặp được đại tiểu thư, ta sẽ không rời đi, nếu nàng ấy thật sự bị bệnh cấp tính. Ta có thể tấu lên vương gia, mời ngự y tới phủ chữa trị cho nàng ấy. Hạ Thừa Tướng nhíu mày nói, Nghiêm Vinh, ngươi đừng được voi đòi tiên, đại phu nói tiểu nữ không sống được bao lâu nữa, mong ngươi thông cảm cho tâm trạng người làm phụ thân như ta, đừng đi quấy rầy tiểu nữ nữa. Nếu đại phu nói nàng ấy bị bệnh nặng, vậy tướng gia nên vui mừng, khi ta kiến nghị mời ngự y tới chữa trị cho nàng ấy mới phải, sao tướng gia lại nói ta không thông cảm tâm trạng người làm phụ thân như tướng gia? Ta thật sự rất khó hiểu, Nghiêm Vinh bỗng nói. Hắn đi theo Nhiếp Chính Vương nhiều năm, gặp đủ loại gian khổ, cũng tiếp xúc với nhiều người khó dây dưa, nhưng hiếm khi nhìn thấy hạng người mặt dày vô liêm sỉ thế này,
nên Nghiêm Vinh cũng tức giận. Nhất là, Hạ Thương Mai còn là Nhiếp Chính Vương phi tương lai nữa, dù vương gia không thích nàng ấy, thì cũng phải do vương gia đích thân xử trí. Xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ cái gì thế không biết? Lão phu nhân chống gậy đi ra khỏi nội đường với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc nãy bà nghe đầy tớ tới thông báo, nói người bên cạnh vương gia muốn gặp Hạ Thương Mai, nên bà hơi cảnh giác, ngồi trong nội đường lắng nghe cuộc trò chuyện, thấy Nghiêm Vinh ngày càng làm càn, mới bước ra ngoài. Nghiêm Vinh biết rõ sự lợi hại của lão phu nhân, nên cung kính hành lễ, Nghiêm Vinh bái kiến lão phu nhân. Nghiêm Vinh, lão phu nhân ngồi xuống ghế, rồi ngước đôi mắt nghiêm nghị của mình lên nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh, ngươi là ai? Bẩm lão phu nhân, thần là thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Nghiêm Vinh trả lời đúng mực. Thị vệ, lão phu nhân lạnh nhạt nói, vậy là nô tài rồi, sao ngươi không hành lễ của nô tài? Nghiêm Vinh vẫn bình tĩnh đáp, bẩm lão phu nhân, thần là thị vệ tam phẩm do hoàng thượng đích thân sắc phong, không phải nô tài, nên không cần hành lễ của nô tài. Ồ, lão phu nhân ồ một tiếng, vẻ mặt khá lạnh lùng, hóa ra là có cấp bậc, thảo nào ăn nói ngạo mạn như vậy, ngay cả tướng gia đương triều cũng không đặt vào mắt, ai không biết còn tưởng ngươi không phải thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương, mà là chính Nhiếp Chính Vương đó. Nghiêm Vinh cũng không tức giận, giọng điệu vẫn đúng mực, nếu trong lời nói của thần có chỗ nào đắc tội với tướng gia, mong lão phu nhân thứ lỗi, nhưng mong lão phu nhân cho phép thần đi vào gặp đại tiểu thư của tướng phủ, để thần còn về bẩm báo với vương gia. Lão phu nhân hừ một tiếng rồi nói, ngươi còn trẻ mà bị lãng tai rồi à, sao không nghe hiểu lời người khác nói. Tướng gia đã nói không tiện cho ngươi gặp, ngươi về bẩm báo lại với Nhiếp Chính Vương, nếu ngài ấy muốn trách tội thì ta sẽ đích thân đi thỉnh tội. Nói xong, bà ta lạnh lùng quát, Hạ Đoàn, tiễn khách. Hạ Đoàn từ ngoài cửa đi vào, lạnh lùng nói với Nghiêm Vinh, Nghiêm thị vệ, xin mời. Nghiêm Vinh nghĩ Hạ Thương Mai đã lành ít dữ nhiều, nên không tiện ầm ý ở tướng phủ nữa, mà chắp tay chào, được, đã như vậy, thần sẽ về bẩm báo lại sự thật với vương gia. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Lão phu nhân nói một câu kỳ lạ ở phía sau hắn, chẳng qua chỉ là một tên thị vệ nhỏ nhoi cũng dám ngang ngược trong tướng phủ của ta, đúng là chủ nào nô tài vậy. Bà ta cố ý nói câu này cho Nghiêm Vinh nghe, có thể thấy, lão phu nhân rất tức giận chuyện Mộ Dung Khanh lên làm chủ chánh đã làm thế lực thừa tướng suy yếu. Nghiêm Vinh cười khẩy, nhưng không nói gì, chỉ sải bước đi ra ngoài. Thừa tướng lo lắng nhìn lão phu nhân, mẫu thân, người đắc tội với hắn ta như vậy, không sợ sau này Nhiếp Chính Vương hỏi tội ư? Hỏi tội gì? Lão phu nhân nhíu mày nói, con đó, đúng là nhát gan, cứ rụt rè như thế thì có thể làm được chuyện lớn gì? Giờ Hạ Thương Mai đã bị trúng độc, nếu để hắn ta đi gặp, e là chỉ còn một cỗ thi thể, cứ nói với hắn ta rằng Hạ Thương Mai đang bệnh nặng, rồi ngày mai truyền tang sự ra bên ngoài, như vậy chuyện sẽ hợp lý hơn. Nhưng Mộ Dung Khanh sai người tới đây truyền nó vào cung để làm gì? Hạ thừa tướng lo lắng hỏi. Còn có thể là chuyện gì nữa? Con dùng đầu mình suy nghĩ xem, Mộ Dung Khanh luôn đối đầu với Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu muốn Hạ Thương Mai chết, sao Nhiếp Chính Vương có thể để cho Hoàng hậu hành động thuận lợi thế được? Tất nhiên hắn sẽ ngáng đường để Hoàng hậu nương nương khó chịu thôi. Lão phu nhân vừa nói xong, đã thấy Hạ Đoàn tiễn Nghiêm Vinh rời đi rồi lại gấp gáp quay lại báo, lão phu nhân, tướng gia, bên ngoài có một cô tới, nói là người trong cung Hoàng hậu nương nương, muốn truyền đại tiểu thư vào cung. Lão phu nhân cười khẩy, xem ra Nhiếp Chính Vương này vẫn còn hậu chiêu, Nghiêm Vinh vừa rời đi, phía sau đã có người tự xưng là người trong cung Hoàng hậu nương nương tới đây, nếu hắn muốn đối đầu với Hoàng hậu nương nương đến cùng, vậy lần này chúng ta phải đứng về phía Hoàng hậu, tranh thủ để lại ấn tượng tốt với Hoàng hậu. Hạ thừa tướng nghe vậy thì căn dặn ngay, mặc kệ người tự xưng là ai cũng đuổi đi cho ta. Vâng, Hạ Đoàn nhận mệnh rời đi. Su Ma Ma ở bên cạnh Hoàng hậu Lãnh Khẩu Dụ đứng bên ngoài phủ chờ đợi với vẻ mặt tức giận. Bà là theo phân phó của Hoàng hậu tới, thế mà quản gia lại không cho bà vào, còn bắt bà đợi ngoài cổng, từ khi nào tướng phủ lại có thái độ cao ngạo như vậy. Bà đứng đợi một lát thì thấy Hạ Đoàn đi ra ngoài, nên bà lạnh lùng quát, người muốn thông báo tới khi nào vậy? Hoàng hậu nương nương chịu gấp Hạ Thương Mai vào cung yết kiến ngay. Hạ Đoàn cười gằn, thật ư, tất nhiên không ai dám làm trái chỉ thị của Hoàng hậu nương nương, nhưng nếu có người giả truyền ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, vậy thì tuyệt đối không buông tha. Nói xong, ông ta giơ tay lên, có hai tên đầy tớ đi tới túm lấy cánh tay Du Ma Ma. Du Ma Ma tức giận, vùng vẫy nói, được lắm tướng phủ, các ngươi muốn tạo phản đúng không?
Hạ Đoàn tát vào mặt Du Ma Ma, rồi khinh bỉ nói, một vú già như ngươi cũng dám giả mạo Ma Ma bên cạnh hoàng hậu. Đúng là chán sống mà. Chương 21, hai người truyền vào cung. Du Ma Ma tức đến mức suýt ngất xỉu, bà ở trong cung nhiều năm, đức cao vọng trọng, chưa từng bị ai ức hiếp đến thế này, nên bà lấy khẩu dụ của hoàng hậu nương nương trong ống tay áo ra ngay, rồi tức giận quát, ngươi mau đưa khẩu dụ này cho tướng gia các ngươi, nếu làm chậm trễ chuyện của hoàng hậu, tướng gia của ngươi có trăm cái đầu cũng không đủ chém. Hạ Đoàn vẫn cười khẩy, nhặt khẩu dụ dưới đất lên, rồi lạnh lùng nói, được, ta sẽ đưa cái này cho tướng gia, để xem ai mới là người mất. Ông ta vừa mở ra đã nhìn thấy bảo ấn của hoàng hậu nương nương, sắc mặt nhất thời thay đổi, căn dặn hai tên đầy tớ ngay, các ngươi mau thả bà ấy ra. Hai tên đầy tớ liền buông Du Ma Ma ra, rồi nhìn Hạ Đoàn hơi nghi ngờ. Hạ Đoàn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, dò hỏi, cho hỏi bà là. Du Ma Ma cắn răng, vươn tay xoa xoa khuôn mặt mới bị ông ta đánh, rồi lạnh lùng nói, ta là Du Ma Ma ở bên cạnh hoàng hậu, từng gặp lão phu nhân của các ngươi mấy lần. Người có thể mời lão phu nhân của các ngươi ra nói chuyện với ta không? Tim Hạ Đoàn trùng xuống, lần này xong rồi, ông dám đánh người bên cạnh hoàng hậu, chỉ sợ khó mà bình yên trước sóng gió này. Ông ta vội nói, mời Ma Ma vào sảnh phụ để được tiếp đón. Nói xong ông ta khom người nói, Ma Ma bất giận, nô tài sẽ đi thông báo cho lão phu nhân và tướng ra ngay. Lão phu nhân và Hạ Thừa Tướng vẫn đang bàn bạc chuyện này trong chính điện. Thấy Hạ Đoàn gấp gáp đi vào. Hạ Thừa Tướng hỏi, người đã đuổi người đi chưa? Sắc mặt Hạ Đoàn trắng bệch đưa khẩu dụ lên, tướng ra, xem ra là cung nữ bên cạnh hoàng hậu thật. Lão phu nhân cả kinh, cái gì? Lão phu nhân, bà ta nói mình là Du Ma Ma, còn nói có quen biết người nữa. Hạ Đoàn kinh hồn bạt vía nói. Lão phu nhân bật dậy khỏi ghế, Du Ma Ma, trời ơi, đúng là người bên cạnh hoàng hậu rồi. Hạ Thừa Tướng cũng mở khẩu dụ ra xem. Rồi ngưng trọng hỏi, vậy kế tiếp phải làm thế nào mới ổn thỏa đây? Lão phu nhân chưa kịp trả lời, đã thấy một tên đầy tớ gấp gáp chạy vào báo, lão phu nhân, tướng gia, đại tiểu thư phát điên rồi, còn đẩy phu nhân ngã nữa. Lão phu nhân bỗng trợn tròn mắt, cái gì? Nó vẫn chưa chết. Không thể nào, cho dù bà có giảm lượng độc trong rượu đi một chút, nhưng cùng lắm nàng ta chỉ có thể kiên trì thêm một lúc, đáng lý giờ nàng ta phải phát độc chết mới đúng. Hạ Thừa Tướng cũng không quan tâm đến ái thiếp, mà hỏi lão phu nhân, mẫu thân, lúc nãy Nhiếp Chính Vương sai người tới đây truyền nàng ta vào cung, giờ hoàng hậu lại sai người truyền nàng ta nữa, mẫu thân cảm thấy bọn họ đã xảy ra vấn đề gì? Lão phu nhân cũng lộ ra vẻ hoang mang lo sợ, nếu hoàng hậu sai người tới đây, có lẽ chỉ là tin tức chết. Nhưng Nhiếp Chính Vương và hoàng hậu nương nương luôn đối đầu nhau, tại sao hắn lại sai người tới đây truyền nàng? Còn nói rõ là truyền vào cung nữa. Người đâu, mau dẫn đại tiểu thư lên đây. Lão phu nhân cảm thấy, chắc chắn hôm Thương Mai được truyền vào cung đã xảy ra chuyện gì đó, bà thật sự quá sơ suất, không tìm hiểu cho rõ. Thương Mai được dẫn lên với khuôn mặt đầy máu, ban đầu cô đã khống chế được Nguyệt Nhung phu nhân, nhưng cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, hơn nữa cô không thể dùng quá nhiều đoạt phách hoàn, vì lát nữa nếu hoàng hậu sai người đến truyền cô vào cung, chắc chắn cô phải dùng đến nó. Đoạt phách hoàn vẫn còn rất nhiều năng lượng. Nhưng cô không thể mạo hiểm, cô phải bảo đảm không để lộ sơ hở nào khi vào cung. Nên cuối cùng cô vẫn bị hạ nhân kéo ra, còn tiến lên đánh cô một trận, Tiểu Khuyên cũng bị bọn họ đánh, lúc Thương Mai bị kéo đi, Tiểu Khuyên đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lão phu nhân thấy Thương Mai mặt đầy máu cũng chẳng thèm quan tâm, mà nghiêm nghị hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc hôm đó ngươi vào cung, Hoàng hậu nương nương đã nói gì với ngươi? Thương Mai nghe bà hỏi vậy thì cả người nhẹ nhõm. Ngồi phịch xuống đất cười lớn, cô cười rất ngông cuồng, mỉa mai, làm Hạ Thừa Tướng thẹn quá hóa giận, đạp vào bụng Thương Mai, rồi tức giận nói, nghịch nữ, ngươi cười cái gì? Còn không mau trả lời mẫu thân. Bên này Du Ma Ma đợi đến mức nóng ruột, mặc kệ sự ngăn cản của hạ nhân, mà đi tới chính sảnh, đúng lúc nhìn thấy Hạ Thừa Tướng đạp Hạ Thương Mai ngã xuống sàn, nên bà không khỏi kinh ngạc, trời ơi, tướng ra, đó là nữ nhi thân sinh của người đó. Máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt Thương Mai, màu đỏ đó của cô xuyên thấu khắp trời, cô nhìn mặt Du Ma Ma rồi thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt rũ đầu xuống, khẽ đặt tay lên ngực, dùng đoạt phách hoàn truyền vào chút sức mạnh cho tim. Điện kích của đoạt phách hoàn có thể làm cô duy trì tỉnh táo và hội tụ năng lượng trong cơ thể, phương thức này giống như dự chi thể lực, nhưng cô hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thừa Tướng thấy Du Ma Ma đi tới thì lúng túng rời chân qua một bên, không biết phải làm thế nào.
vẫn là lão phu nhân khôn khéo, đứng dậy mỉm cười nghênh đón, Du Ma Ma, đã lâu không gặp, bà hạ cố đến thăm lão thân. Du Ma Ma đi vào, liếc nhìn lão phu nhân rồi lạnh nhạt nói, ta không dám, cổng chính của tướng phủ không hề dễ vào, muốn đi vào phải bị tát trước. Nói xong, bà ta liếc nhìn Hạ Đoàn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hạ Đoàn sợ đến mức vội cúi đầu, không dám lên tiếng. Lão phu nhân sửng sốt, là sao? Có người dám thất lễ với ma ma ư? Nói xong, bà lạnh lùng quát, Hạ Đoàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Đoàn liền quỳ xuống nói, lão phu nhân thứ tội, ma ma thứ tội, là do nô tài không hiểu chuyện, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn tưởng là người giả mạo. Dù ma ma phất tay nói, được rồi, ta cũng không so đo với mấy người, hoàng hậu nương nương sai ta đi ra ngoài là muốn chuyển Hạ Thương Mai vào cung. Nói xong, bà liếc nhìn tình trạng hiện tại của Hạ Thương Mai, rồi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao mặt ngươi lại đầy máu vậy? Bộ dạng thế này thì sao vào cung gặp hoàng hậu nương nương được? Lão phu nhân thấy vẻ mặt không vui của Du Ma Ma thì trong lòng thầm kêu không ổn, bà kéo Du Ma Ma về phía mình, rồi nhét vào túi bà ta một tờ ngân phiếu, mong Ma Ma lượng thứ, không biết hoàng hậu nương nương truyền nàng ta vào cung để làm gì. Du Ma Ma ngầm hiểu, cất tờ ngân phiếu vào túi, giọng điệu cũng dịu hơn trước nhiều, tất nhiên hoàng hậu nương nương muốn truyền nàng ta vào cung là có chuyện quan trọng. Rồi bà cúi người hỏi Thương Mai, người có thể kiên trì vào cung không? Thương Mai lau vết máu trên mặt rồi nói, bẩm ma ma, tôi có thể kiên trì được. Được, xe ngựa đang đợi chúng ta ở đầu hẻm rồi. Du Ma Ma nói. Thương Mai miễn cưỡng đứng dậy, Du Ma Ma đưa tay ra đỡ cô, Thương Mai vội nói cảm ơn ma ma. Du Ma Ma đứng gần mới thấy rõ vết thương trên mặt và trên đầu nàng, dù bà đã quen với những thủ đoạn tàn nhẫn ở trong cung. Nhưng đáy lòng bà vẫn cảm thấy ớn lạnh, vì người xuống tay với nàng đều là người thân nhất của nàng. Nên cuối cùng Du Ma Ma vốn chỉ đỡ Thương Mai một lát, lại đổi thành người dìu cô đi, chúng ta đi thôi. Nhưng Thương Mai lại nói, đợi một lát. Cô quay đầu lại nhìn lão phu nhân nói, lão phu nhân, thì nữ tiểu khuyên hầu hạ bên cạnh tôn nữ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đã hôn mê bất tỉnh rồi, mong tổ mẫu sai người đưa nàng ấy về nghỉ ngơi, tôn nữ sẽ vô cùng cảm kích tổ mẫu. Lão phu nhân lạnh nhạt nói, người đi đi, tổ mẫu sẽ chăm sóc cho nàng ta. Cảm ơn lão phu nhân, lúc này Thương Mai mới yên tâm, để Du Ma Ma dìu cô ra ngoài. Lúc đi tới cổng, Du Ma Ma nhìn Thương Mai với ánh mắt kỳ lạ, bản thân nàng còn lo chưa xong, lại còn quan tâm đến một nô tỳ. Du Ma Ma xuất thân từ nô tỳ, lúc còn trẻ bà thường bị người khác khinh thường, đến giờ mới leo lên được vị trí này, nên trong lòng luôn thành thật kính trọng những chủ nhân yêu thương đầy tớ. Cũng vì thế mà bà đã thay đổi không ít cái nhìn với Thương Mai. Chương 22, Lưu Ngự Y châm cứu. Lão phu nhân ra hiệu với Thúy Ngọc cô cô bên cạnh rồi đưa một sấp ngân phiếu, bảo cô cô mau đuổi theo. Thúy Ngọc cô cô hiểu ý liền vội vàng đuổi theo ra ngoài. Cô cô dìu Thương Mai vẫn luôn im lặng ra tới cửa, người hầu trong phòng cũng bước tới giúp. Sau khi đưa Thương Mai lên xe ngựa, Thúy Ngọc cô cô giữ chặt Du Ma Ma, nhét ngân phiếu vào tay bà, nhẹ giọng hỏi. Nói, ma ma, lão phu nhân muốn biết hoàng hậu nương nương truyền Thương Mai có chuyện gì. Du Ma Ma hừ một tiếng, lấy tất cả ngân phiếu trong tay áo ra nhét trả lại cho Thúy Ngọc cô, trả cùng với cả ngân phiếu mà lão phu nhân vừa mới đưa cho bà, lạnh lùng nói trả lại cho lão phu nhân của các người đi. Nói với phu nhân rằng ngân phiếu này lão nô tài nhận không nổi đâu. Sau đó bà cũng lên xe ngựa, lạnh lùng ra lệnh cho phu xe, đi. Phu xe quất ngựa khởi giá. Nơi đầu hẻm đã có hơn 10 cấm kỵ quân đang chờ, thấy xe ngựa lên đường, cấm quân cũng chậm rãi đi theo. Du Ma Ma ngồi trên xe ngựa, nhìn máu trên mặt Thương Mai, bà lấy khăn tay ra, khẽ than thở, chuyện quá khẩn cấp, cũng không thể để người quay về tắm rửa thay y phục, hai lần vào cung, người cũng chật vật đủ điều. Lần này hoàng hậu nương nương truyền ngươi, bất luận chuyện gì, ngươi cũng đều phải cố gắng mà làm, vậy mới có thể giữ được tính mạng, nếu không... Những người nhà như hùm như sói của ngươi kia, sớm muộn cũng dồn ngươi vào chỗ chết. Thương Mai lệ tràn khóe mắt, si ngốc nhìn ma ma, nghẹn ngào nói, Thương Mai đời này trừ mẫu thân ra, chưa từng được hưởng thụ qua những thân tình khác, có được sự yêu thương của ma ma thế này, Thương Mai xin ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu không chết, nhất định sẽ báo đáp người. Thương Mai biết dù ma ma ở bên cạnh hoàng hậu là người có tiếng nói, hơn nữa ma ma ở chốn thâm cung đã đoạn tuyệt lục thân phụ mẫu bên ngoài.
ngoài mặt tuy lạnh lùng, nhưng trong bà cũng khát vọng có được một tấm chân tình. Cho nên một giọt này nước mắt này của Thương Mai cho dù giả tạo, nhưng khi gọi tiếng mama, trong lòng vẫn xúc động. Người là người đặc biệt, ngày sau nhất định sẽ rất có tiền đồ, nô tỳ coi như có ơn với người trước, ngày sau nếu người còn nhớ thì báo đáp một giọt, còn nếu không nhớ thì coi như là nô tỳ vì chính mình tích lại một chút âm đức vậy. Sương dáng một tia ấm áp, kiếp này Thương Mai không dám quên. Thương Mai nhẹ giọng nói, nước mắt rơi trên mu bàn tay mama. Mama cảm thấy mu bàn tay nóng hổi, ngây ngẩn nhìn Hạ Thương Mai. Ở thâm cung đã nhiều năm rồi, bà tự biết mình không thể mềm lòng, nhất là Hạ Thương Mai chuyến này vào cung, không biết số mạng sẽ ra sao, bà cảm thấy vẫn đừng nên dính dáng quá nhiều tới nàng thì tốt hơn. Nhưng một giọt này nước mắt này của Thương Mai lại làm tan chảy những hàn băng từ tận đáy lòng bà nói, đại tiểu thư, sau khi vào cung, nhất định người đừng đắc tội với Hoàng hậu nương nương, nếu Hoàng hậu nương nương giáng tội vì những chuyện khác, nô tỳ cũng sẽ hết sức giúp người. Tạ ơn mama, Thương Mai nghẹn ngào nói, trong lòng thả lỏng một ít, có dù mama ở trong cung chỉ điểm dù sao vẫn hơn là chỉ có một thân một mình cô. Vừa nãy lúc mới lên xe ngựa, cô thấy dù mama trả lại ngân phiếu, liền biết người này có thể dùng được. Bất đắc dĩ lắm cô mới phải lợi dụng lòng trắc ẩn của mama, ở nơi thâm cung này, rất hiếm có người còn dễ mềm lòng như vậy, cô gặp được mama vậy cũng coi như là trời cao chiếu cố. Hạ Thương Mai, vẫn chưa tuyệt đường sống. Lại nói đến Nhiếp Chính Vương đã vào cung trước cô một bước, lúc đến cung hoàng hậu thì tình trạng của Lương Vương đã thật sự rất tệ. Hít thở khó khăn, dùng một câu hơi thở mong manh để hình dung cũng tuyệt đối không hề quá đáng. Nhiếp Chính Vương vô cùng sốt ruột, tức giận với các ngự y đang có mặt, các ngươi đứng đây làm gì? Còn không mau nghĩ cách đi. Lưu ngự y dũng cảm tiến lên, vương gia, thần chủ trương, để cho thần châm cứu thử. Nhiếp Chính Vương là biết khả năng của Lưu ngự y. Nói, không được, người cũng không tinh thông thuật châm cứu, nếu châm tùy tiện, e rằng càng thêm nghiêm trọng. Lưu ngự y gấp rút muốn lập công, cộng thêm việc ông cho rằng mình chẩn đoán không sai, liền lại quỳ xuống tâu với hoàng hậu nương nương, mời ngài hạ chỉ để cho thần châm cứu cho Lương Vương điện hạ. Hoàng hậu thấy con trai sắp không ổn tới nơi rồi, gấp đến độ nước mắt trực tuôn rơi, đang lúc mất hết hồn vía, nghe Lưu ngự y chủ động tự tiến cử, thấy ông ta cứ một mực lặp đi lặp lại phương pháp châm cứu. Nghĩ rằng ông ta nắm chắc thành công, liền nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, Hoàng thúc nghĩ thế nào. Trước giờ Hoàng hậu tuyệt đối không bao giờ hỏi ý kiến Nhiếp Chính Vương, nhưng hôm nay thật sự là không còn cách nào nữa, bà sợ nếu quyết định sai thì sẽ hại đến con trai mình. Mộ Dung Khanh lắc đầu, bổn vương đã nói người đi mời Hạ Thương Mai rồi, cứ chờ thêm chút nữa đã. Bổn vương đã đả thông kinh lạc để máu huyết lưu thông rồi. Hoàng thúc cũng đã cho người đi mời Hạ Thương Mai rồi. Thái tử nghe vậy liền kinh ngạc, chẳng lẽ Hạ Thương Mai kia thật sự biết y thuật? Vậy thì quá tốt rồi, y thuật nàng dù có khá hơn nữa thì cũng không thể bằng ngự y, nếu cưỡng ép Hạ Thương Mai chữa trị, cuối cùng nàng ta nhất định sẽ gây nên tội, thế thì hắn càng có cớ hà khắc với nàng. Trong lòng thái tử, Lương Vương là kẻ nhất định phải chết, dù là ai chữa thì cũng vô dụng cả. Lưu ngự y dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương, tuyệt không thể đả thông máu huyết, hôm nay hơi thở Lương Vương dồn ấp. Nếu lại làm khí huyết đảo lộn, chỉ sợ sẽ. Hoàng hậu nhìn về phía viện phán, người mới vừa nói châm cứu là biện pháp duy nhất, người nói lại với vương gia xem. Viện phán cũng nói, vương gia, tuy hiện giờ đã sai người đi truyền Hạ Thương Mai vào cung, nhưng chúng ta cũng không biết nàng ta có tinh thông thuật châm cứu hay không, thần nghĩ chúng ta vẫn nên châm cứu trước, thần nguyện ý cùng Lưu Ngự Y châm cứu. Lưu Ngự Y trong lòng thầm mắng lão hồ ly này. Hiện giờ châm cứu là cách duy nhất có thể chữa được cho Lương Vương, lão hồ ly này đang muốn tới cướp công lao đây mà. Nếu hắn cũng lập công thì ông sẽ là không còn cách đẩy viện phán xuống được nữa, vậy nên ông nói, không, việc châm cứu cứ để cho thần làm một mình là được, nếu có xảy ra gì, viện phán đại nhân có thể đứng cạnh phát hiện để kịp thời cứu chữa. Vậy, Hoàng hậu nhìn về phía Nhiếp Chính Vương vẫn tỏ vẻ không đồng ý, cuối cùng bà vẫn cắn răng nói, được, ngươi làm đi. Chẩn đoán ban đầu của ngự y vốn dĩ đã là một sai lầm, bỏ quên đi vết thương ở đầu và cổ. Lúc Lưu ngự y châm cứu cũng châm vào khí quản, ông tưởng rằng châm vào huyệt thúc đẩy khí quản tống ra dị vật sẽ khiến hô hấp thông suốt. Ông cho rằng chỉ cần đả thông hô hấp thì coi như tạm thời giữ được tánh mạng. Cứ vậy hồn nhiên bỏ quên mất bản chất của bệnh động kinh, ông vốn cũng không quá mức đi sâu nghiên cứu về bệnh động kinh này,
Bệnh động kinh là xung điện lặp đi lặp lại từ thần kinh não bộ, dẫn đến thân thể xuất hiện co giật cùng các loại triệu chứng khác, cho nên lúc châm cứu cần phải rất cẩn thận, tránh kích thích đến thần kinh não bộ, nếu không sẽ dẫn đến phát tác bệnh nặng lần thứ hai. Hơn nữa trước đã từng xử lý không ổn thỏa khiến cho não bộ Lương Vương bị tích máu và cổ bị thương, nếu muốn châm cứu thì còn phải tránh những huyệt vị gây tích tụ máu, nếu không huyết dịch rót ngược vào trong đầu, áp lực hộp sọ tăng cao, người sẽ tử vong tại chỗ. Lưu Ngự Y được Hoàng hậu ra lệnh, sung sướng xoay người chuẩn bị châm cứu, nhưng trên mặt lại cố tỏ vẻ nghiêm nghị. Viện phán thì lại lo âu nhìn Lưu Ngự Y, quá rõ trong lòng thuộc hạ mình đang nghĩ cái gì, bản lãnh của ông ta có bao nhiêu, viện phán cũng rất rõ ràng, không khỏi hối hận khi kiến nghị phương pháp châm cứu. Lưu Ngự Y sai người hỗ trợ cởi quần áo của Lương Vương ra, đem châm túi đặt ở mép giường, sau đó đưa tay chọn huyệt. Việc chọn huyệt đối với Lưu Ngự Y mà nói, hoàn toàn không phải chuyện khó gì, ông cũng đã thật sự nghiên cứu qua thuật châm cứu rồi, chỉ là học thuyết y thư liên quan tới châm cứu lại đọc quá ít, không cách nào đạt tới độ thâm sâu được. Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Ngự Y, Nhiếp Chính Vương vốn định phản đối, nhưng thấy tình trạng Lương Vương ngày lúc càng nghiêm trọng, bản thân cũng không hiểu y lý, chỉ có thể mặc cho Lưu Ngự Y làm theo sự phân phó của Hoàng hậu. Chương 23, Lương Vương chết rồi. Trong điện nhiều người như vậy nhưng vẫn vô cùng yên tĩnh. Một chút thanh âm cũng không có, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của mọi người. Nhưng mà tất cả đều cực lực khống chế, sợ chút thanh âm này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu. Tim hoàng hậu như treo lơ lửng, hai tay bà lần chàng hạt, miệng lặng lẽ tụng kinh Phật. Lưu Ngự Y chọn hai huyệt vị hoa cái và chậm vĩ, hai huyệt này có thể hóa giải chứng khó thở. Ông quả quyết hạ châm, châm cắm vào rất thuận lợi, huyệt vị rất ổn định, Lưu Ngự Y thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương đều đứng ở mép giường, khẩn trương nhìn phản ứng của Lương Vương. Lương Vương thở một hơi, cuối cùng cũng có lại chút ý thức, lông mi động đậy mấy cái, thế nhưng lại không mở mắt ra. Nhưng mà, tình huống không hề được hóa giải, hô hấp của Lương Vương vẫn rất khó khăn. Lưu Ngự Y có chút bối rối, luống cuống tay chân sờ hướng huyệt Thiên Trung, cũng hạ thêm một châm nữa vào huyệt Thiên Trung. Hiệu quả vẫn không có, môi Lương Vương càng xám tím, miệng mở ra. Hơi thở mong manh như cũ. Sao lại không có hiệu quả? Hoàng hậu run giọng hỏi. Lưu Ngự Y trán đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm nghi ngờ, sẽ không đâu, theo lý thuyết thì cả ba huyệt vị này đều có thể hóa giải triệu chứng của Lương Vương, làm sao lại không có hiệu quả chứ? Ông chọn huyệt rất nhiều, lại hạ châm thần tốc, trực tiếp đâm thông huyệt vị, lúc hạ châm liền có thể cảm nhận được. Dưới tình thế cấp bách, ông lại rút châm ra, hạ lại hai châm ở huyệt Toàn Trúc và huyệt Địa Thương. Lần hạ châm này rất tốt, Lương Vương đột nhiên mở mắt ra, dừng lại mấy giây, Hoàng hậu thấy vậy, cho là có chuyển biến tốt, mừng rỡ, Hoàng Nhi, con cảm thấy thế nào? Thế nhưng Lương Vương chỉ trợn to hai mắt, nhìn như không có chút ý thức nào. Nhiếp Chính Vương phát hiện có gì đó không đúng đầu tiên, thấy môi Lương Vương bắt đầu run rẩy, tứ chi cũng bắt đầu run lên, da trên mặt bắt đầu co rúm. Nhiếp Chính Vương kêu một tiếng, không ổn, phát tác rồi. Quả nhiên. Tay chân Lương Vương bắt đầu giật mạnh, co rút, đầu hắn như đang bị một cổ lực kéo căng vậy, dùng sức bẻ về sau, co rút dần dần tăng mạnh, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nhiếp Chính Vương dưới tình thế cấp bách, cầm khăn lông bên cạnh lên nhét vào trong miệng hắn. Từ sau lần đầu tiên Lương Vương phát tác, Nhiếp Chính Vương thấy Thương Mai nhét tay vào trong miệng Lương Vương, hắn trở về hỏi đại phu nói làm vậy là để tránh cho người bệnh tự cắn vào lưỡi mình. Cũng vì vậy nên hắn mới kết luận rằng Hạ Thương Mai biết y thuật. Trời ơi, Hoàng hậu toàn thân như nhũn ra, thở dốc một tiếng rồi quỳ xuống, khóc nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chàng hạt trong tay rơi đầy đất, từng hạt xoay trên đất, bà như không thở được, trước mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh. Ngự y vội vàng chạy đến xoa nhân trung, cứu bà tỉnh lại. Lưu Ngự y cũng muốn ngất xỉu. Từng giọt mồ hôi lớn rỉ ra trên trán, mặt mũi tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Viện phán đẩy ông ra, một tay kéo gối trên đầu Lương Vương ra, nhẹ nhàng giữ đầu để cố giữ cho nó không bị bẻ về phía sau, trừ việc này ra, ông cũng không có cách nào khác. Không ai dám tùy tiện châm cứu nữa, một khi châm cứu kích thích lại lần nữa, không biết sẽ còn phát sinh hậu quả gì. Thái tử ở cạnh giường nhìn, môi khẽ nhếch lên. Trong mắt ánh lên thiếu ý, mau chết đi, kẻ tàn phế như ngươi, không chết thì cũng chẳng có ích gì cả. Lần này phát tác mạnh,
khuôn mặt vốn tím tái của Lương Vương trực tiếp biến thành màu đen, co rút càng dữ dội hơn so với trước, tựa như chỉ một hơi là mất mạng vậy. Lần phát tác này không kéo dài quá lâu liền dừng lại. Nhưng mà sau khi dừng lại, Lương Vương bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Nhiếp Chính Vương, nước mắt chảy dài, miệng hơi hé ra, tựa hồ có lời muốn nói. Nhiếp Chính Vương buông tay ra, kêu mấy tiếng, xin, xin. Lương Vương bỗng nhiên ngửa thẳng cổ, hít mạnh từng hơi, khí quản phát ra âm thanh kỳ cục, mắt trợn lớn, con ngươi lồi ra, sắc mặt càng lúc càng đen lại. Chỉ thấy sau khi hắn há mồm thở dốc, đột nhiên hết thảy đều dừng lại, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại, không còn hơi thở trong miệng nữa. Hoàng Nhi, Hoàng hậu đau khổ kêu lên một tiếng, nhào tới, khóc lớn. Nhiếp Chính Vương không thể tin được, sắc mặt đau khổ vô cùng, thối lui về phía sau vài bước, một đời anh minh chiến tướng cũng đành bất lực đứng cạnh giường cháu mình. Viện phán bắt mạch rồi mặt đầy ảm đạm quỵ xuống đất, Hoàng hậu nương nương, xin hãy nén bi thương. Trong điện trừ Nhiếp Chính Vương và Thái tử ra, mọi người đều cũng quỳ xuống, Thái tử thu lại nụ cười, giả vờ bi thương tiến lên kéo Hoàng hậu, cố làm ra vẻ nghẹn ngào nói, mẫu hậu, xin hãy để Hoàng huynh an lòng ra đi. Họ Ăng hậu nhất quyết không chịu đi, nhào về phía Lương Vương, khóc lóc vô cùng thê thảm. Thương Mai vừa mới tới ngoài điện, nghe tiếng Hoàng hậu khóc trong lòng liền trầm xuống, không, không thể nào, Lương Vương không được chết, Lương Vương mà chết thì cô liền không còn cơ hội trở mình nữa. Dưới tình thế cấp bách, lại không để ý quy củ, chạy thẳng tới đi vào. Ngươi đứng lại, Du Ma Ma vội vàng gọi lại nàng. Thương Mai cũng đã xông vào điện, thấy Lương Vương nhắm mắt nằm ở trên giường, tím đen đã nhạt bớt, thế nhưng người đã không còn hơi thở. Thái tử căm ghét nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng mà tới sớm một chút thì nhất định cũng phải chết theo tên tàn phế này rồi. Thật là đáng tiếc. Thương Mai khiếp sợ nhìn tất cả bày ra trước mắt, Lương Vương thật sự đã chết rồi sao? Không, hắn ta không thể chết được, chữa khỏi Lương Vương thì cô mới có cơ hội trở mình. Cô rất nhanh liền tỉnh táo lại, phát hiện vẻ dị thường trên mặt Lương Vương liền bước lên phía trước, lại nghe Thái tử ra lệnh một tiếng, người đâu, bắt hạ Thương Mai lại. Nhưng Thương Mai đã thoát cái bước nhanh về phía trước, một tay kéo Hoàng hậu ra, cô đã không còn quan tâm đến gì được nữa rồi, nếu Lương Vương thật sự không cứu được thì kế hoạch của cô sẽ hoàn toàn đổ bể. Người muốn làm gì? Không được chạm Hoàng Nhi của bổn cung, Hoàng hậu cả giận nói với nàng. Đầu óc Thương Mai ong ong lên, độc tính vẫn còn lưu lại đang quần thảo thần trí và thân thể cô cố gượng người bò lên giường, đè chặt tim Lương Vương, quay đầu lại nhìn Hoàng hậu nói còn có thể cứu. Hoàng hậu sững người, lùi về phía sau hai bước, đứng cạnh Nhiếp Chính Vương, có chút nghi hoặc nhìn Thương Mai. Trong đáy mắt Nhiếp Chính Vương lóe lên một chút hy vọng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy chút hy vọng đó của mình cũng rất nực cười. Người cũng đã đi rồi, nàng có thể làm gì được nữa chứ? Thương Mai thấy không có ai ngăn cản nữa, liền bắt đầu thao tác hồi phục tim, Lương Vương không phải đã chết mà là đang bị sốc, nhưng tình trạng cũng vô cùng nghiêm trọng. Cô vừa làm hồi phục tim vừa hô hấp nhân tạo, tất cả mọi người đều chết lặng khi thấy một người phụ nữ cả gan có hành động kinh hãi thế tục đến vậy. Thái tử thậm chí cười lạnh một tiếng, cứu người chỗ nào hả? Rõ ràng chính là đang phô bày. Hừ! Tại sao lại có loại người vô sỉ như vậy? Nói xong, hắn nhìn một chút Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh, nở ra nụ cười châm chọc nói, Hoàng thúc, nghe nói mẫu hậu đã ban hôn cho thúc rồi, vị hoàng thẩm tương lai này thật đúng là đặc biệt đó. Mộ Dung Khanh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thần sắc u ám mơ hồ, nhưng hắn vẫn không hề nói một câu, lại quay đầu nhìn Thương Mai. Cả hô hấp nhân tạo và hồi phục tim đều vô ích, Thương Mai hít sâu một hơi, lau những giọt mồ hôi lớn trên trán. Lấy ra một bao kim châm từ trong tay áo, hạ châm vào nhân trung hắn rồi lại phong bế động mạch ở cổ và huyệt vị gần đầu, tránh để điện giật gây tổn thương thêm dây thần kinh não. Sau đó, cô cong ngón tay, nhắm ngay tim, nhắm vào vị trí tim và xoay chiếc nhẫn để phóng điện khi cô ấn xuống, một lần, hai lần, ba lần. Thân thể Vương Lương bị điện giật bật lên, rồi lại ngã xuống, lặp đi lặp lại vài lần. Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả tiếng hô hấp cũng đều tựa hồ bị tận lực đè nén xuống, Hoàng hậu lại khẩn trương đến đứng không vững, phải có cung nữ đỡ. Chương 24, cứu Lương Vương tỉnh lại. Mộ Dung Khanh đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Thương Mai, vào giờ khắc này, người chưa bao giờ tin quỷ thần là hắn lại âm thầm thề rằng nếu hạ Thương Mai có thể cứu sống Lương Vương, hắn sẽ nguyện ý cưới người phụ nữ này làm vợ. Đầu Thương Mai choáng váng liên hồi, máu lẫn vào mồ hôi trên trán nhỏ xuống trên người, trên mặt Lương Vương. Du Ma Ma vào điện cùng cô,
theo bản năng tiến tới dùng khăn tay lau đi vết máu và mồ hôi trên trán Thương Mai. Lau xong, bà dường như cảm thấy hành vi của mình có chút kỳ quái, liền nói, đừng để dây bẩn vào Lương Vương Điện Hạ. May mắn thay, sự chú ý của tất cả mọi người có mặt đều đang đổ dồn về phía Lương Vương, ngay cả Hoàng hậu cũng không quan tâm đến hành vi của bà nên bà mới có thể lùi về. Sau khi giật điện 5 lần, Thương Mai lảo đảo bước xuống giường, giữ chặt mép giường, rút cây châm phong bế huyệt ra rồi lại nằm xuống để làm hô hấp nhân tạo. Cuối cùng chỉ nghe Lương Vương sặc một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thật sự cảm thấy chuyện này thật không thể tin được. Hoàng hậu khóc một tiếng, nhào tới trước, Hoàng Nhi, con sao rồi? Ánh mắt Lương Vương có chút đờ đẫn nhìn Hoàng hậu, cũng chẳng có ý thức mấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn Thương Mai cũng liên tục bị say sẩm, rốt cuộc chống đỡ hết nổi, trước mắt tối sầm, cảm giác trời đất quay cuồng, cả người ngã về phía sau. Mộ Dung Khanh đứng ở sau lưng liền một tay ôm lấy nàng, lúc ôm nàng, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, nàng lại nhẹ tựa hồ một chút sức nặng cũng không có. Trên trán nàng vẫn còn vết máu và mồ hôi, vẻ mặt hắn phức tạp, phân phó một ngự y, cầm máu và chữa lành vết thương cho nàng ấy mau. Thương Mai được dìu xuống chữa trị ngay tại phòng ngoài của Hoàng hậu. Viện phán bước lên chẩn đoán cho Lương Vương, ông sờ mạch tượng hồi lâu, Hoàng hậu khẩn trương nhìn ông, thế nào? Viện phán tâu lên, bẩm Hoàng hậu nương nương, hầu như không nghe thấy mạch của điện hạ, tình hình vẫn còn rất không ổn, nhưng mà cũng đã coi như cứu sống lại được rồi, còn như thế nào mới vượt qua được cửa ải này, thì vẫn. Vẫn thế nào? Hoàng hậu vô cùng sốt ruột, cả giận nói đơn giản một chút đi, đừng có rông dài, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì cố kỵ nữa hả? Viện phán xấu hổ cúi đầu, còn phải thỉnh giáo một chút hạ đại tiểu thư nữa. Thái tử lập tức nổi giận, các ngươi đều là thùng cơm sao? Đường đường là ngự y mà còn phải đi hỏi một nữ nhi cách chữa trị thế nào à? Xem ra triều đình nuôi các ngươi cũng thật lãng phí tiền bạc, không bằng từng đạp hết cả ra ngoài cho xong. Viện phán vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, thái tử điện hạ thứ tội, Lương Vương vừa nãy tình hình hết sức hung hiểm. Bất kể có thừa nhận hay không thì sự thật vẫn đúng là đại tiểu thư đã cứu Lương Vương Điện Hạ sống lại. Sau khi bệnh phát tác mạnh, Lương Vương Điện Hạ sẽ có hậu di chứng hoặc tổn thương gì, hiện giờ vẫn chưa thể phỏng đoán. Hơn nữa vừa nãy đại tiểu thư không biết đã dùng phương thức gì khiến Lương Vương Điện Hạ tỉnh lại, cho nên nàng là người rõ ràng nhất bệnh tình của Lương Vương Điện Hạ, thỉnh giáo nàng một chút cũng không phải là không thể. Cái gì mà cứu hay không cứu? Vốn dĩ mạng của Lương Vương chưa tận. Chính mấy thùng cơm vô dụng các ngươi nói rằng huynh ấy đã chết. Thái tử sinh lòng oán hận, vốn tưởng rằng đã loại trừ được tên phế vật đáng ghét kia, không ngờ rằng hắn vẫn sống lại được, nếu Lương Vương thật sự qua được kiếp nạn này, hắn nhất định sẽ giết chết tiểu tiện nhân kia. Nhiếp chính vương nghe viện phán tâu như vậy, liền nói, sai người đi ra xem tình hình của Hạ Thương Mai sao rồi, nếu tình trạng của nàng cho phép thì để nàng tiếp tục vào chữa trị cho Lương Vương, ngươi cứ ở đây trông chừng, phòng ngừa Lương Vương lại phát tác lần nữa. Rõ, viện phán đáp lại, nhìn mặt Lưu Ngự Y tái mét, nhanh đi ra ngoài xem tình hình đi. Lưu Ngự Y hai chân phát run, ngồi sủi lơ trên đất, không cách nào đi lại được. Nhiếp chính vương hung hãn trợn mắt nhìn ông một cái, được rồi, người cứ ngồi đó đi, bổn vương tự mình đi ra xem sao. Lưu Ngự Y bị hắn trừng mắt liền nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của hắn năm xưa, sợ đến nỗi hai mắt trợn trắng, cơ hồ muốn ngất đi. Hoàng hậu ngồi ở trên giường nhìn Lương Vương tái sinh sau kiếp nạn, lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, lau hết mồ hôi và máu chảy xuống từ trên người Thương Mai lúc nãy. Sau đó, tựa như nhớ ra gì đó, bà gọi thái tử tới, người qua nói vài câu để Hoàng huynh ngươi biết rằng mọi người cũng đang lo cho nó lắm, mong Hoàng huynh ngươi mau khỏe lại. Thái tử không tình nguyện đi qua, đứng ở mép giường, Hoàng hậu kéo hắn một cái, nói con ngồi xuống đi. Thái tử đặt mông ngồi ở mép giường. Xấu xa liếc nhìn Lương Vương rồi nói, mẫu hậu, Hoàng huynh giờ vẫn còn đang hôn mê, có nói gì thì cũng đều không nghe thấy. Hoàng hậu quay đầu nhìn viện phán, Hoàng Nhi cũng tỉnh lại rồi, không phải đã ổn rồi sao? Viện phán mặt nghiêm trọng nói, Hoàng hậu nương nương, điện hạ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tình hình vẫn còn rất không lạc quan. Giọng nói Hoàng hậu khẽ run, ý ngươi là Hoàng Nhi vẫn có thể sẽ chết. Viện phán trầm mặc một chút, tâu, thần không thể làm gì được. Hai vai Hoàng hậu sụp xuống, mặt mũi mệt mỏi giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi, tay bà run rẩy vuốt ve gương mặt Lương Vương, trong mắt nước mắt khô rồi lại ướt, nhưng lại cố kiên cường ngẩng đầu lên, ai nhìn thấy cũng không khỏi lòng chua xót vạn phần. Thương Mai dưới sự cứu chữa của ngự y cũng đã tỉnh lại,
nhưng người vẫn còn rất yếu ớt, đầu rất choáng váng. Sau khi cô mở mắt, đập vào mi mắt là một đôi mắt sắc bén như chim ưng, trong lòng cô cả kinh, muốn ngồi dậy, Nhiếp Chính Vương chậm rãi lên tiếng, nằm xuống. Hai chữ đơn giản, nhưng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tạ ơn vương gia, giọng nói Thương Mai khàn khàn mệt mỏi, âm thanh không rõ ràng như bị chặn lại. Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh nhìn về phía ngự y, hỏi tình trạng nàng thế nào. Ngự y mới vừa kê đơn thuốc xong, nghe Nhiếp Chính Vương hỏi, liền vội vàng để bút xuống trả lời, bẩm vương gia, đại tiểu thư trúng độc rồi lại bị tra khảo, cộng thêm thể chất vốn rất yếu, có thể gắng gượng đến bây giờ mới ngất thế này đã là kỳ tích rồi. Mộ Dung Khanh nhớ tới lúc nàng bị nhét hoa hồng ở trong cung, trở lại phủ e là cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì, có đều, hắn nhướng mắt, ngươi nói nàng trúng độc. Đúng vậy, vương gia, đây là loại kịch độc, chấm độc, loại độc dược tuy liều lượng không nhiều nhưng cũng có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng con người. Cũng may là tiểu thư biết thuật châm cứu để phong bế độc dược và trì hoãn sự xâm nhập của nó, nếu không thì lúc này chỉ còn nửa tính mạng rồi. Ánh mắt Mộ Dung Khanh sắc bén nhìn chằm chằm Thương Mai, kẻ nào hạ độc nàng. Thương Mai yên lặng một hồi, Nhiếp Chính Vương là người thông minh như vậy, thế nào lại không biết là ai hạ độc cô được. Nhưng hắn vẫn cứ hỏi như vậy rõ ràng là có ý muốn giúp cô ra mặt, đương nhiên là vì nể tình cô đã cứu sống Lương Vương. Thương Mai rất muốn nói, nhưng là cô biết mình không thể hành động quá vội vàng, nhất là, không thể để cho Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình vì muốn giao dịch mới nguyện ý cứu Lương Vương. Dù cho trong lòng Nhiếp Chính Vương đã biết cô là nghĩ như vậy thì cô cũng không thể cứ thế mà nói được. Càng là người có chức vị cao, càng không thích giao thiệp với những kẻ tâm cơ. Vậy nên Thương Mai trầm mặc hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, bẩm vương gia, ta không biết ta đã trúng độc như thế nào. Mộ Dung Khanh nhướng mày, không biết. Phải, ta không biết. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, nhìn một lúc lâu, mới xoay sang hỏi ngự y, bao lâu nữa thì nàng mới có thể đứng lên. Ngự y còn chưa lên tiếng, Thương Mai đã bước xuống giường, cô lảo đảo loạng choạng đứng dậy, ta không có chuyện gì, ta qua xem Lương Vương cái đã. Chương 25, Thương Mai chuyên nghiệp. Mộ Dung Khanh nhìn cô, nàng có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Thương Mai lắc đầu, không, cần phải khống chế được bệnh tình của Lương Vương Điện Hạ trước đã. Cô không phải là muốn giành công hay khoe tài trước mặt Nhiếp Chính Vương mà cô quả thật lo lắng cho bệnh tình Lương Vương. Qua những gì vừa thấy ban nãy, Lương Vương hẳn là trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai lần đại phát tác, hơn nữa đã tạo nên hậu di chứng tương đối nghiêm trọng. Đầu tiên, là một thầy thuốc. Cô không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân từ trong tay cô chết đi. Thứ nữa là cô cần Lương Vương còn sống, không thể để cho Lương Vương bỏ mạng tại giờ phút quan trọng này được. Cô sợ ngự y lại hạ châm cho Lương Vương rồi làm tổn hại thần kinh não bộ của hắn dẫn đến lần thứ ba đại phát tác, nếu thế thì thật đến thần tiên cũng khó cứu nổi. Nhiếp Chính Vương nhìn nàng, thăm dò ý tứ từ ánh mắt này, khi biết nàng không giống như hắn đã nghĩ thì sắc mặt mới khá hơn một chút, liền gọi Du Ma Ma tới, đỡ nàng đi vào, chăm sóc kỹ nàng. Dạ, Du Ma Ma đi vào, đỡ Thương Mai, trong con người bắt đầu lướt qua một tia ân cần, đại tiểu thư cẩn thận. Thương Mai cảm kích nói, tạ ơn Ma Ma quan tâm, ta không sao. Du Ma Ma đỡ cô, cẩn thận đi từng bước, Thương Mai vẫn cảm thấy choáng váng đầu không dứt, vết thương trên đầu cứ không ngừng đau đớn. Cô biết bởi vì miệng vết thương liên tục bị thương, bây giờ đã có khuynh hướng nhiễm trùng, cũng không biết mới vừa rồi trong thuốc ngự y cho có thảo dược chống viêm hay không. Một khi nhiễm trùng thì sẽ sốt cao, cô sợ sẽ rơi mất dây chuyền vào thời điểm quan trọng. Vén rèm lưu ly bên trong điện lên, tiếng lanh lãnh vang lên ở sau lưng Thương Mai, giống như đang nghe những nốt nhạc. Những người ở đại điện đều nhìn cô vững vàng bước tới dưới sự hỗ trợ của Du Ma Ma, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, hạ Thương Mai khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lại tự mình đỡ cô, đứng lên đi. Tạ Hoàng hậu nương nương, Thương Mai cung kính tạ ơn. Vịn tay hoàng hậu gượng dậy nhưng lại khiến bản thân choáng váng trong giây lát. Hoàng hậu chủ động lui ra một bước, nói, người đi xem Lương Vương đi. Thương Mai cúi người, vâng. Du Ma Ma đỡ cô đi tới, cô ngồi quỳ xuống, nhưng chân không đủ lực, thiếu chút nữa ngã xuống. Hoàng hậu nói, người đâu, ban cho ngồi. Lập tức thì có cung nữ mang ghế tới, đỡ Thương Mai ngồi xuống. Thương Mai kê ghế sát vào giường, cô có thể bắt mạch và kiểm tra trước một chút. Ngồi ở đây giúp cô bớt chóng mặt, Thương Mai tập trung cao độ để ánh mắt của những người có mặt không làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình. Mặc dù cô đã học với giáo sư Dương nhiều năm, tuy nhiên trong điều trị y học hiện đại,
ngoại trừ việc sử dụng các bài thuốc đông y lạc hậu khi đi công tác, họ đa số vẫn thường sử dụng các thiết bị tây y để khám, có số liệu chính xác mới kê đơn thuốc phù hợp được. Tuy nhiên, y học cổ truyền trong nước phát triển sang thời hiện đại đã có rất nhiều kinh nghiệm và ca bệnh lâm sàng. Dù không cho rằng mình cao thâm hơn y thuật của ngữ y, nhưng về mặt lâm sàng thì cô vượt trội hơn hẳn, mà châm cứu theo như lịch sử cô biết thì cực kỳ phổ biến, nhất là khi đến thời hiện đại, kỹ thuật châm cứu đã được các giáo sư của Bệnh viện Trung y phát huy và nghiên cứu, đạt đến một tầm cao chưa từng có. Còn những nghiên cứu về châm cứu của những người trong thời gian và không gian này thì lại còn kém nhiều. Đây chính là ưu thế của cô. Sau khi nghe tình trạng mạch đập, Thương Mai bắt đầu làm các xét nghiệm khác, vì Lương Vương vẫn còn hôn mê nên cô không thể chẩn đoán được Lương Vương đã bị thương ở đâu sau lần đại phát tác, chỉ có thể dùng phương pháp châm cứu để kiểm tra, một khi kinh mạch tắc nghẽn thì có nghĩa là có chấn thương hoặc vấn đề ở gần đó. Phương pháp kiểm tra này rất đáng tin cậy, giáo sư Dương đã thực hiện nghiên cứu và kết quả thu được 89 phần 10. Khi phát hiện chỗ tắc nghẽn, cô sẽ nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn xuống, kiểm tra từ đầu đến chân, mọi người có mặt ở đây đều quan sát loại phương pháp này. Thái tử châm chọc nhìn Nhiếp Chính Vương, trong lòng thầm nghĩ, nếu Vân Hạ chỉ ban hôn, chỉ sợ không cần tự mình ra tay thì Mộ Dung Khanh cũng sẽ giết tiểu tiện nhân này, ai có thể chịu được việc thê tử của mình từng chạm vào cơ thể nam nhân khác. Phương thức kiểm tra như này lại không cách nào hỏi bệnh được nên phải tốn rất nhiều thời gian, Thương Mai cũng chịu đựng nhiều đau đớn, thể lực chống đỡ hết nổi. Mama đúng lúc dâng lên nước trà cho cô uống một hớp, uống nước xong mới cảm thấy bụng đói ục ục. Lưu Ngự Y bên kia đã dần dần bình tĩnh lại, trong lòng ông vô cùng sợ hãi, bất luận Lương Vương có khỏe lại hay không, ông nhất định đều sẽ bị hỏi tội, vậy nên ông vẫn nhìn chằm chằm vào động tác và thần sắc Thương Mai, từ đó phán đoán bệnh tình Lương Vương, thế mới kịp thời bù đắp lại sai lầm. Từ đầu đến cuối ông vẫn cho rằng y thuật Hạ Thương Mai không bằng mình, cho nên chỉ cần Hạ Thương Mai chẩn đoán được chứng bệnh là ông có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nửa canh giờ trôi qua, Thương Mai mới thu hồi châm lại, nửa người cơ hồ đều tê dại, nhưng cô không cho phép mình thở một hơi, bởi vì mọi người ở đó đều đang chờ đợi cô. Thế nên cô đứng lên, hướng Hoàng hậu và Mộ Dung Khanh khom người, nói, Hoàng hậu nương nương, vương gia, sau khi Lương Vương Điện Hạ đại phát tác đã bị chấn thương nặng ở cổ và hai chân. Lời cô còn chưa nói hết. Lưu Ngự Y liền lạnh nhạt nói, bị thương ở cổ và hai chân. Nói bậy, làm sao có thể bị thương ở cổ, còn hai chân, chân trái Lương Vương Điện Hạ vốn dĩ đã không ổn rồi. Hoàng hậu nhàn nhạt liếc ông ta một cái, ánh mắt sắc bén, Lưu Ngự Y sợ đến mức ngậm miệng ngay lập tức. Hoàng hậu nhìn Thương Mai, người nói tiếp. Thương Mai môi hơi khô, cổ họng nóng ran, giọng nói khô khốc, thương tổn ở cổ và chân có lẽ là tạo thành sau đại phát tác, nhưng điều này cũng không quá quan trọng. Quan trọng là hơi thở của ngài không được thông nhuận, chắc lúc đại phát tác có dị vật tiến vào khí quản, tình huống này tương đối nguy cấp, cộng thêm chỉ trong thời gian ngắn mà đại phát tác hai lần, điều này chứng tỏ thần kinh não bộ bị phóng điện quá thường xuyên, gây ra tổn thương nhất định cho cơ thể. Hoàng hậu nghe nàng nói một tràng, cũng không hiểu lắm, chỉ hỏi, vậy chữa trị thế nào? Có cứu được không? Thương Mai nói, tình hình có thể nói tương đối nghiêm trọng, về cách chữa trị. Thần nữ đề nghị nên kích thích huyệt đạo của khí quản chính để tống dị vật ra ngoài, sau đó sẽ chữa trị vết thương ở cổ. Tạm thời cần phải cố định lại cổ, vì Lương Vương Điện Hạ sau đại phát tác sẽ bước vào giai đoạn hôn mê, sau 1-2 giờ ngài sẽ tỉnh dậy và bước tiếp vào giai đoạn bồn chồn, có khi mất trí, chạy lung tung làm tổn thương cơ thể gấp đôi. Còn về khí quản thì vẫn chưa xác định được có phải là bị viêm phổi hay không, nhưng xem tiếng khò khè khi ngài thở và sắc mặt thì có khả năng. Thương Mai dừng một chút. Nếu là viêm phổi, ở thời đại y học lạc hậu này có lẽ khó chữa trị, đối với cô mà nói, đây cũng là một khảo nghiệm. Viêm phổi là gì? Mộ Dung Khanh hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy Hạ Thương Mai không đơn giản, hắn chưa từng nghe qua danh từ này, mà hắn nhìn sắc mặt của các ngự y, tựa hồ cũng đầy mờ mịt. Thương Mai vịn cái ghế, hai chân có chút hơi run, Mộ Dung Khanh ra hiệu cô ngồi xuống, ngươi ngồi xuống nói chuyện, ngươi đang trúng độc, lại một thân thương tích, Lương Vương còn phải cần ngươi tiếp tục chẩn bệnh. Thương Mai không ngờ hắn lại nói cô trúng độc ngay trước mặt Hoàng hậu nương nương, vậy ý là thế nào? Tim Thương Mai đập thình thịch, đoán ra một khả năng. Chương 26, ân sủng nhỏ giọt. Người của tướng phủ kiêng kỵ Hoàng hậu nương nương, Mộ Dung Khanh muốn lôi kéo cho cô một chỗ dựa vững chắc nên mới nói cô trúng độc, đồng thời chỉ đích danh Lương Vương, còn muốn nhờ cô chữa bệnh. Quả nhiên, Hoàng hậu nghe Mộ Dung Khanh nói xong liền giật mình hỏi, trúng độc. Sao lại trúng độc, có nguy hiểm đến tính mạng không?
Đương nhiên hoàng hậu không quan tâm đến cô, thật ra hoàng hậu cũng không quan tâm đến chuyện sống chết, điều mà bà ta quan tâm là việc Hạ Thương Mai trúng độc có nghiêm trọng hay không và liệu cô có thể chữa khỏi cho Vương Lương hay không. Thương Mai cúi đầu, lướt qua đề tài, bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ không bị nguy hiểm tính mạng. Hoàng hậu vốn muốn hỏi mama, nhưng hiện tại bà rất cần biết về tình hình của Lương Vương, cho nên, lại nuốt trở lại những lời định nói. Nhưng Thương Mai lại thấu hiểu lòng người, tiếp tục trả lời câu hỏi của Mộ Dung Khanh bằng cách nói về tình bệnh tình của Lương Vương, động kinh bộc phát thì rất dễ bị viêm phổi, do lúc phát tác xử lý không thỏa đáng hoặc là do nguyên nhân khác, làm cho nước bọt và máu hoặc các chất có tính axit trong dạ dày trào ngược lên, vào khí quản rồi vào phổi gây nhiễm trùng phổi, biểu hiện khó thở, mặt và môi xanh tái là triệu chứng của thiếu oxy, rất khó điều trị, ngoài việc đảm bảo đủ oxy, còn phải lấy dị vật trong phổi ra ngoài để loại trừ nhiễm trùng. Lưu Ngự Y rốt cuộc nhìn không được, ta chưa bao giờ nghe về những gì ngươi nói, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Thương Mai thản nhiên nói, những gì Ngự Y không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Tuy nhiên, viện phán lại nghe ra được gì đó nên quát lớn Lưu Ngự Y, ngươi câm miệng, lui sang một bên đi. Lưu Ngự Y không cam lòng nhìn Hoàng hậu, nói, Hoàng hậu nương nương, những gì nàng ta nói, đừng bảo là thần chưa từng nghe nói mà ngay cả Ngự Y ở cũng chưa từng nghe qua. Thần cảm thấy nàng ta sẽ chữa trị cho Lương Vương không thỏa đáng. Sắc mặt Mộ Dung Khanh đột nhiên trở nên dữ tợn, vừa rồi ngươi châm cứu, khiến cho Lương Vương phát tác lần nữa, thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng, nếu không phải Hạ Thương Mai tới kịp, chỉ sợ hiện giờ Lương Vương đã chết trong tay của ngươi, ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Ngự Y ngập ngừng nói, Vương gia, thần cũng là suy nghĩ cho Lương Vương điện hạ. Hoàng hậu bực bội nói, nếu là nghĩ cho Lương Vương điện hạ thì ngươi hãy ngậm miệng lại. Lưu Ngự Y tự biết hôm nay khó có thể vãn hồi nên mặt xám như cho, thối lui sang một bên. Thái tử nhìn với ánh mắt lạnh lùng, mặc dù không tin vào Hạ Thương Mai, nhưng sau khi nghe Hạ Thương Mai nói, hắn kết luận rằng tình trạng của Lương Vương vẫn rất nghiêm trọng, có thể vẫn sẽ chết nên sắc mặt đã dễ coi hơn. Thương Mai rất ghét tên Lưu Ngự Y này. Là một người hành nghề y nhưng ngay cả phong thái cơ bản nhất cũng không có, nói chi tới lòng cứu người tế thế chứ, người như thế, không xứng làm thầy thuốc. Hoàng hậu hỏi Thương Mai, loại bệnh viêm phổi này làm sao có thể chữa khỏi? Thương Mai trầm ngâm một lát, nói, về phương án trị liệu, thần nữ muốn cùng viện phán đại nhân thương lượng một chút. Thương Mai phải hiểu sự phát triển của trung y thời đại này đến đâu và việc ứng dụng các loại thuốc đến mức độ nào, vì vậy cô mới đề nghị thương lượng với viện phán. Hoàng hậu nhìn về phía viện phán khom người nói, thần nguyện ý phối hợp với đại tiểu thư. Mộ Dung Khanh hỏi Thương Mai, hiện giờ tình hình của Lương Vương thế nào? Còn phát tác không? Còn có nguy hiểm nào không? Thương Mai nói, bẩm vương gia, tình hình của điện hạ hiện tại vẫn rất nguy cấp, trước tiên, vấn đề về hô hấp cần được giải tỏa. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ gây tổn thương cho não, vì vậy nó có thể tái phát trở lại. Thần nữ sẽ tạm thời châm cứu để giảm bớt bệnh trạng khó thở của Lương Vương điện hạ một chút, sau đó sẽ cố định lại phần cổ. Lại châm cứu để giảm bớt sự khó thở ư? Hoàng hậu nhíu mày, vừa rồi, Lưu Ngự Y cũng nói như vậy, kết quả là dẫn đến sự phát tác lần nữa. Thương Mai thành thật trả lời, Hoàng hậu nương nương, đó là điều tất yếu. Không được, ngươi làm những việc khác trước đi. Hoàng hậu bối rối hạ lệnh, cố định cổ trước. Về phần khó thở, có thể kê đơn sắc thuốc. Thương Mai lập tức giật mình, thông qua thuốc để giảm bớt khó thở khó có thể xảy ra, cho dù có thể, cũng rất chậm. Trong quá trình này, không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Hoàng hậu xua tay, bà ta kiên quyết nói, cứ làm theo lời của bản cung. Thương Mai không khỏi nhìn Mộ Dung Khanh nhìn Hoàng hậu muốn nói, nhưng Hoàng hậu đã đi trước một bước nghiêm nghị nói, không cần nói, ý của bản cung đã quyết, không được châm cứu nữa. Hoàng tẩu lo lắng cái gì? Vừa rồi không phải Hạ Thương Mai đã châm cứu và cứu được tính mạng của Toàn rồi sao? Hiện tại thì khác, trong lòng Hoàng hậu khó có thể dứt ra được, thực ra, bà ta cũng cảm thấy y thuật của Hạ Thương Mai rất đáng tin cậy, nhưng nỗi sợ hãi mất đi đứa con trai vừa rồi khiến bà không dám mạo hiểm khinh suất. Mộ Dung Khanh còn muốn tiếp tục nói, nhưng Hoàng hậu đã xoay người, lấy Phật Châu đến, bổn cung ở trong này canh giữ Hoàng Nhi của bổn cung, xem người yêu ma quỷ quái nào dám mang nó đi. Thương Mai không ngờ rằng Hoàng hậu lại chống đối châm cứu như vậy, vừa rồi khi kiểm tra cô cũng châm cứu để thăm dò nhưng vì sao nói đến việc châm cứu trị liệu bệnh trạng khó thở, Hoàng hậu lại phản cảm như vậy. Với tư cách là một người chữa bệnh,
cô không thể không chiến đấu vì bệnh nhân của mình, Hoàng hậu nương nương, nếu tình trạng hô hấp không được cải thiện, thì Lương Vương Điện Hạ sẽ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm thế nào đi nữa cũng không bằng châm cứu. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Thương Mai biết bên trong có nội tình, trầm ngâm một lát rồi nói với viện phán, đại nhân, ngài có thể rời bước để chúng ta cùng thảo luận về phương án chữa trị không? Được, viện phán biết trước sau gì cô cũng cần tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh nên ông ta nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, vương gia, bởi vì có thể có một số quyết định sơ bộ nên ngài có thể tham dự nghe không? Nếu ngài cho là khả thi thì báo Hoàng hậu nương nương. Viện phán gọi Mộ Dung Khanh, là để tránh nghi ngờ, vì không biết kế hoạch điều trị của Hạ Thương Mai rốt cuộc sẽ có vấn đề gì, cho nên kêu Nhiếp Chính Vương chứng kiến, chứng minh hết thảy đều là chủ ý của Hạ Thương Mai. Mộ Dung Khanh sao không biết ý đồ của viện phán chứ? Nhưng hắn cũng muốn tìm hiểu thêm về tình hình của Lương Vương nên liền nhận lời. Thái tử cũng muốn đi theo, nhưng Hoàng hậu gọi lại hắn, Trịnh Nhi, con lại đây cùng bổn cung niệm kinh cho Hoàng huynh con, cầu Phật Tổ Bồ Tát phù hộ. Hắn đành phải nói, vâng, mẫu hậu. Phù hộ, không, hắn sẽ chỉ nguyền rủa Lương Vương chết nhanh hơn. Thương Mai cùng Mộ Dung Khanh và viện phán ra khỏi điện, Mộ Dung Khanh thấy sắc mặt Thương Mai tái nhợt, bước chân vô lực, nên cho là nàng chưa ăn cơm, liền phân phó Du Mama, người đi chuẩn bị điểm tâm cho đại tiểu thư. Thương Mai liếc nhìn hắn đầy cảm kích, sau một ngày tung hoành, cô quả thực rất đói, cùng với nội độc và ngoại thương, cô gần như kiệt sức. Mộ Dung Khanh nhận được ánh mắt cảm kích của cô chỉ lạnh lùng nói, bổn vương chỉ sợ ngươi ngất xỉu làm chậm trễ trị liệu. Thương Mai tự nhiên biết, nhưng mà, cô cảm thấy càng là lúc gặp rủi ro cảm nhận được sự lo lắng, cô mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, chung quy vẫn mạnh hơn so với âm mưu tính kế. Cô nhẹ giọng nói, tạ ơn vương gia. Một bát nước, một cây bánh mì, một bát cơm trong cơn nguy biến đều là ân huệ lớn lao. Du Ma Ma tùy tiện chọn một ít đồ ăn vặt. Thương Mai nhanh chóng ăn mấy miếng, uống một hớp trà, bụng lúc này mới thực sự no căng. Du Ma Ma đưa cô tiến cung, lại biết được chuyện mà cô gặp phải ở trong phủ, rồi lại còn chứng kiến cô cứu tỉnh Lương Vương Điện Hạ, nên đã sớm nhìn Thương Mai với cặp mắt khác xưa, thấy cô vội vàng ăn rồi dừng lại, liền nói ăn nhiều một chút mới có sức. Chương 27, thuyết phục Nhiếp Chính Vương. Thương Mai nói, không sao, cảm ơn Ma Ma, hôm nay tôi chưa ăn gì. Nếu ăn nhiều một lúc sẽ không tốt, như vậy đủ rồi. Vậy được, Ma Ma lệnh cho người đem đồ ăn đi, sau đó gọi người đi pha trà, bà ta cũng lui ra chờ bên ngoài đại sảnh. Ánh mắt Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai có chút kỳ quái, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, dù Ma Ma này là người theo Hoàng hậu nhiều năm, đã nhìn quen ấm áp lạnh lẽo trong cung nhưng chỉ trong nửa ngày đã bị cô thu phục, người khác dù cho tốn vài năm tâm tư cũng không cách nào làm được. Thương Mai ăn xong liền nhìn viện phán hỏi, đại nhân, ta muốn biết tình hình hai lần phát tác của Lương Vương Điện Hạ. Viện phán gật đầu, ông ấy đã nói cho cô nghe về những sự kiện trước và sau hai lần phát tác của Lương Vương, bao gồm cả cách điều trị tại thời điểm phát tác và những gì di chứng được suy đoán, ông ấy đều nói cho cô nghe những kiến giải của mình. Thương Mai nghe xong, đại khái cũng biết tình hình ban đầu của Lương Vương. Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia. Tình hình hiện tại của Lương Vương Điện Hạ nghiêm trọng nhất chính là ngài ấy có thể bị bệnh viêm phổi có thể xảy ra nhanh chóng trong vòng 2-3 giờ, gây khó thở, thậm chí là hít thở không thông, Hoàng hậu nương nương không đồng ý châm cứu để giảm bớt vấn đề hô hấp của Lương Vương, nên hãy sử dụng phương pháp điều trị cũ của chúng ta, tuy nhiên Lương Vương sẽ phải chịu đựng sự đau khổ dài hơn. Mộ Dung Khanh không ngờ bệnh viêm phổi lại nghiêm trọng như vậy, nên không khỏi nhíu mày, phương pháp trị liệu cũ là thế nào? Thương Mai nói, cấp dưỡng. Cái gì? Mộ Dung Khanh nhất thời nghe không rõ lời của cô, cấp dưỡng. Dưỡng khí chính là, Thương Mai muốn giải thích nó một cách ngắn gọn nhất có thể, bởi vì Nhiếp Chính Vương dường như không được kiên nhẫn cho lắm, dưỡng khí là một loại khí có trong không khí mà chúng ta hít thở, lúc này Lương Vương thiếu dưỡng khí sẽ gây tổn thương đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, nó có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau do không đủ dưỡng khí. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là cung cấp dưỡng khí, sau đó giảm viêm và cuối cùng là giải quyết các vấn đề khác của cơ thể. Viện phán ban đầu thì ủng hộ Thương Mai, nhưng khi nghe cô nói dưỡng khí là một loại khí trong không khí, không khỏi cảm thấy vô lý thì và hoang đường, nhịn không được phản bác, không khí chính là không khí, còn có khí này khí nọ gì chứ? Hay là không khí này còn có thể chia thành mấy loại? Thương Mai muốn giải thích cho ông hiểu thành phần của không khí, nhưng hiện tại giải thích hơi tốn thời gian. Muốn cho ông ta hiểu được lại càng khó khăn,
Vì vậy cô nói, viện phán đại nhân tin tưởng lời ta nói đi, ta sẽ không hại Lương Vương, nếu Lương Vương gặp chuyện không may, tự thân ta cũng khó bảo toàn, ta mời ngài đến, chính là hy vọng ngài có thể hỗ trợ mọi kế hoạch điều trị nào mà ta thực hiện ở mức độ cao nhất. Viện phán ở chốn quan trường đã lâu, mặc dù không được xem là cáo giả, nhưng nhất định cũng có tâm phòng ngừa, nếu không cũng sẽ không mời Nhiếp Chính Vương đến làm chứng như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời này của Thương Mai và nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô, ông ta lại có chút dao động, chần chờ một chút, ông ta nói, nhưng, đại tiểu thư làm thế nào để cấp dưỡng khí? Người nói dưỡng khí ở ngay trong không khí, chẳng phải không hô hấp được sao? Đừng nói là đại tiểu thư sẽ túm lấy một mớ không khí rồi lấy dưỡng khí ra nhé. Đúng là vớ vẩn. Thương Mai cũng cau mày, đây thực sự là một vấn đề lớn, không có cách nào để tách dưỡng khí ở đây. Cách đơn giản nhất để tách dưỡng khí là làm lạnh và tách bằng nhiệt độ sôi của từng khí trong không khí, nhưng cô không có cách nào để hạ nhiệt độ xuống dưới -183 độ. Cô nghĩ đến núi rừng, thời hiện đại, con người cũng ngày càng chú ý đến hàm lượng dưỡng khí trong không khí, nên sẽ luôn có một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng với dưỡng khí tự nhiên thu hút mọi người đến để điều dưỡng cơ thể, tất nhiên không thể tốt bằng dưỡng khí y tế, nhưng hiện tại thì đó là cách duy nhất. Tuy nhiên, chuyển Lương Vương vào rừng là không thực tế, cô suy nghĩ một chút, trong ngự hoa viên này hẳn là có rất nhiều thực vật mà cây sinh trưởng nhanh sẽ nhả nhiều dưỡng khí nhất. Vương gia, trong cung có cây đa nào không? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh hỏi, cây đa. Trong Trường Sinh cung, đúng là trồng toàn cây đa gần mặt nước. Thương Mai mừng rỡ, thật chứ? Vậy thật tốt quá, thỉnh Vương gia thuyết phục Hoàng hậu nương nương, nhanh chóng chuyển Lương Vương điện hạ đến Trường Sinh cung. Chỉ đặt một chiếc ghế dài cạnh rừng đa và mặt nước, và để cho Lương Vương Điện Hạ nằm ở nơi đó. Vì sao, Mộ Dung Khanh không biết có nên tin cô ấy hay không, thậm chí có chút thất vọng, nhìn cô xử lý lúc trước khá đáng tin, còn bây giờ chốc lát lại là phân tách không khí rồi chốc lát lại là di rời cây đa lớn, này không phải trị liệu, đây là giày vò. Thương Mai có chút lo âu, cũng có chút buồn bực, ở thời hiện đại bất kể cô quyết định kế hoạch điều trị nào, cũng sẽ không có ai hỏi tại sao. Bởi vì cô là người có thẩm quyền. Tuy nhiên, ở đây cô khiêm tốn như một hạt bụi, và tất cả những quyết định cô đưa ra đều cần phải giải thích cho nhiều người tại sao, phần lớn thời gian đều dùng để giải thích. Bởi vì, Thương Mai đành phải kiên nhẫn giải thích, cây đa là một trong những cây sinh trưởng nhanh, đặc biệt là cây gần bờ nước, giải phóng nhiều dưỡng khí nhất sau quá trình quang hợp, lượng dưỡng khí ở nơi này cao hơn không gian mà chúng ta đang ở. Cô dự tính phải giải thích sự quang hợp, cũng chuẩn bị một số lý do thoái thác, tính toán chậm rãi giải thích, bởi vì, cô muốn thuyết phục Nhiếp Chính Vương cùng viện phán thì phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Tuy nhiên, sau khi nghe cô nói, Mộ Dung Khanh cũng không hỏi gì mà nói, ngươi và viện phán ở đây để bàn bạc kế hoạch điều trị tiếp theo, bổn vương sẽ vào nói chuyện với Hoàng hậu, nhân tiện thu xếp chuyển Lương Vương sang đó. Thương Mai rất cảm kích, tạ ơn vương gia. Con người u ám của Mộ Dung Khanh liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, Hạ Thương Mai, ta hy vọng ngươi không làm cho bổn vương này thất vọng. Nói xong, hắn liền xoay người vào nội điện. Tảng đá đè nặng trong lòng Thương Mai rơi xuống một nửa, lúc trước tưởng rằng Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương đấu nhau kịch liệt, Nhiếp Chính Vương sẽ không vui lòng đề nghị cô cứu Lương Vương, nhưng hiện tại xem ra hắn rất lo lắng cho Lương Vương, như vậy, cô sẽ không lo lắng bởi vì cứu Lương Vương mà đắc tội Nhiếp Chính Vương. Chỉ là cô không dành âm mưu nên không thể đoán được Nhiếp Chính Vương thực sự quan tâm hay là giả vờ quan tâm, hiện giờ chỉ có thể là đi bước nào hay bước đó. Chỉ mong Nhiếp Chính Vương luôn nhớ Lương Vương là cháu trai của mình, chỉ cần nhớ kỹ thân tình này là tốt rồi. Cô giải tỏa tâm trạng và thảo luận về việc điều trị tiếp theo với viện phán nghe xong lời của cô, tuy rằng không hiểu lắm nhưng ông ta hỏi một câu, người có chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Lương Vương điện hạ không? Thương Mai suy nghĩ một chút. Nói, miễn là có thể kìm chế được và không làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng, thì ta rất chắc chắn. Viện phán trầm mặc một chút, ngẩng đầu kiên định nói, được, bản quan tin ngươi, tuy rằng không hề có lý do, dù sao thì những gì ngươi nói đều quá mức hoang đường, nhưng ngươi quả thật đã làm cho Lương Vương tưởng chết đi mà sống lại, vì điểm này, bản quan sẽ ủng hộ quyết định của ngươi cũng sẽ cùng ngươi gánh vác tất cả hậu quả. Thương Mai biết viện phán có thể nói ra những lời này đã là trao cho cô sự tín nhiệm lớn lao rồi. Lúc trước cô chỉ muốn thuyết phục ông ta đừng can thiệp nhiều nhất có thể, nhưng cô không ngờ ông ta lại ủng hộ như thế này, lúc này sự tự tin của cô càng tăng lên, có được sự ủng hộ của đại nhân ta sẽ cố gắng hết sức. Cũng không biết Nhiếp Chính Vương thuyết phục Hoàng hậu như thế nào, tóm lại, khi hắn từ nội điện lần nữa đi ra,
vẻ mặt rạng rỡ nói, các ngươi chuẩn bị đi, sẽ sớm chuyển Lương Vương sang đó. Chương 28, tắm rửa. Lương Vương được chuyển đến Trường Sinh Điện, khi chuyển sang đó, Hoàng hậu cố ý chuyển Thương Mai qua. Bà ta nhìn chằm chằm Thương Mai, thần sắc có chút nghiêm khắc, bản cung không biết ngươi có tâm tư gì, tính toán làm cái gì, lại làm như thế nào thuyết phục được Vương gia, khiến hắn khăng khăng đưa ra quyết định này, bổn cung không đồng ý, nhưng Nhiếp Chính Vương có quyền ra quyết định, bản cung đành phải phối hợp, nếu Lương Vương xảy ra bất cứ chuyện gì ở đây bản cung sẽ tính trên đầu ngươi. Thương Mai không ngờ rằng Nhiếp Chính Vương ra lệnh bằng vũ lực, có vẻ như hắn ta có quyền cao hơn Hoàng hậu, nhưng ông ta cũng xúc phạm Hoàng hậu vì điều này, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Cô thực sự phải thận trọng, nếu không, cái đầu này có giữ được không còn chưa biết. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoàng hậu nương nương, thần nữ không có tâm tư hay suy tính riêng gì cả, lòng người chữa bệnh đều giống nhau trên khắp thiên hạ này, chưa kể bây giờ thần nữ đang trị bệnh cho Lương Vương tôn quý. Thần nữ chỉ biết căn cứ bệnh tình mà lập kế hoạch có lợi cho người bệnh, nếu không, thần nữ không cần mạo hiểm gây sức ép nhiều như vậy, thỉnh Hoàng hậu nương nương tín nhiệm thần nữ nhất định sẽ đối đãi với Lương Vương bằng tất cả những gì đã học và biết. Hoàng hậu nhìn chằm chằm cô thật lâu, sau mới lạnh như băng nói, ngự y nói với bản cung, tình hình hiện tại của Lương Vương không thích hợp di chuyển, lại càng không thích hợp ở nơi trống trải nhiều gió này, nhưng ngươi cứ ngoan cố mà làm, lại có được sự tin tưởng và ủng hộ của Nhiếp Chính Vương. Quyết định của hắn, bản cung không phải là hoàn toàn không thể chống lại, chỉ là vì hoàng đế đã từng hạ ý chỉ, hắn có thể thay mặt mọi người trong cung ra bất kỳ quyết định nào, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết cân đo đong đếm. Nếu ngươi bởi vì lòng riêng chọn dựa vào Nhiếp Chính Vương làm ra chuyện hãm hại Lương Vương thì bản cung sẽ không tiếc hết thảy mà lấy đầu ngươi. Những lời cuối cùng này rất có tính uy hiếp, Thương Mai hẳn là biết Nhiếp Chính Vương đã ép buộc bà ta di chuyển Lương Vương đến Trường Sinh Điện. Lúc đầu cô không tin tưởng Nhiếp Chính Vương, nhưng hiện giờ Nhiếp Chính Vương chuyên quyền độc đoán, sao không khiến cô càng thêm nghi ngờ chứ? Vì vậy, ngay cả bây giờ cô vẫn luôn nghi ngờ và không tin tưởng vào bản thân mình, và thậm chí cảm thấy bụng dạ của chính mình cũng khó lường. Thương Mai dù có hứa bao nhiêu cũng vô ích, cô vẫn phải nói với sự thật, vì vậy cô nói thần nữ hiểu rõ. Hoàng hậu nhìn gương mặt bê bết máu của cô, sốt ruột nói, thừa dịp lúc này còn đang di chuyển Lương Vương. Bản cung sai người đưa ngươi đi xuống rửa mặt chải đầu một chút, thay xiêm y rồi mới sang đó. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, Thương Mai khấu tạ. Dù ma mà tự mình đưa cô xuống, đương nhiên, cô ấy không thể tắm trong cung Hoàng hậu mà phải đưa cô ấy đến nơi Dù ma ma ở, có một phòng tắm, để các ma ma sử dụng. Thương Mai vùi đầu vào trong nước, nhiệt độ nước hơi nóng, vết thương hơi đau, nhưng cảm giác tắm rửa sạch khiến cô cảm thấy vui vẻ, vết bẩn dính giáp trên người lập tức biến mất. Cả người sảng khoái vô cùng. Cô đã dùng kim tự châm cứu cho bản thân, để có sức gắng gượng qua phen này. Dù ma ma mang cho cô một bộ quần áo, là quần áo cũ của những phi tần mặc khi vào cung, Thương Mai dáng người mảnh mai, khi mặc bộ quần áo đó làm tôn lên vòng eo con kiến, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ, trông xinh đẹp nhưng hơi nhợt nhạt. Dù ma ma thoa một ít son phấn che đi vẻ nhợt nhạt và đôi môi khô ráp của cô khiến cô thay đổi rõ rệt. Dù ma ma không khỏi cảm thán, thật là một cô gái xinh đẹp, vào cung hai lần, trên người đầy vết thương và vết bẩn, người nhà đại tiểu thư sao có thể như thế này. Hai, ba thở dài, hiển nhiên cũng là người đúng mực, biết không nên nghị luận chuyện nhà đại thần nhưng quả thật là nhịn không được, mới nói một hai câu như vậy. Thương Mai có thể nghe được ý tứ từ lời của bà, cô mỉm cười nói, không sao, có được sự yêu quý của ma ma, ta coi như là có phúc. Ma ma liếc nhìn cô trong gương đồng rồi nói, được nô tỳ yêu quý cũng vô dụng, được hoàng hậu yêu quý mới hữu dụng, nhưng được hoàng hậu yêu thì phải chữa khỏi bệnh cho Lương Vương, chuyện ngự y làm không được, người có thể làm được không? Ma ma không phải chất vấn, mà là hỏi, bà ta rất hy vọng Hạ Thương Mai có thể trị khỏi cho Lương Vương. Thương Mai nhẹ giọng nói, ma ma yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Ma ma thản nhiên nói, trong cung, cố gắng hết sức cũng vô dụng, quá trình cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất là kết quả, nếu kết quả không như ý, cho dù quá trình ngươi cố gắng nhiều thế nào cũng sẽ không sẽ có người để ý. Thương Mai nhẹ giọng nói, tạ ơn ma ma dạy bảo. Ma ma còn muốn nói gì nữa, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở lại, có một số điều không thể nói bây giờ. Thương Mai nhìn thấy dáng vẻ của Du ma ma trong gương đồng, trong lòng cô biết kỳ thật mọi người không có lòng tin đối với cô. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không, nhưng hắn là bởi vì biết ngự y không có cách nào khác nên đành cược. Thương Mai không cảm thấy áp lực,
cô cố gắng hết sức để vượt qua mọi thứ và điều trị cho Lương Vương với tâm lý của một bác sĩ. Chỉ có như vậy, mới có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Tóc không thể lau khô hoàn toàn, vẫn còn hơi ướt, nhưng do thời gian gấp nên Du Mama đã tùy ý kéo một búi tóc hở cho cô để tóc khô tự nhiên. Đi vào trường sinh điện, mới hít thở luồng không khí đầu tiên, nhìn mọi thứ ở đây, Thương Mai biết quyết định của mình không sai. Không có phi tần sống trong trường sinh điện bởi vì nơi này cách xa tiền sảnh, lại nằm ở một vùng hẻo lánh, một dòng suối chảy từ bên trái vào hồ bên ngoài trường sinh điện, ven hồ trồng một hàng liễu, và sau tất cả những cây liễu đều là cây đa. Đó là một khu rừng đa lớn, kéo dài từ ven hồ đến bên trong điện trường sinh. Lương Vương được an trí trong một cái đình trong rừng cây đa, xung quanh đình được treo mành, toàn bàn ghế trong gian đều được dỡ bỏ để đặt một chiếc trường kỷ, Lương Vương nằm trên đó. Những chậu cây bên ngoài gian đình đều được dọn đi, chỉ để một vài chiếc ghế, hoàng hậu ngồi ở giữa, đang cầm một tách trà trong tay, có vẻ lo lắng. Thái tử ngồi bên cạnh hoàng hậu vẻ mặt mất kiên nhẫn, thấy Thương Mai đi tới, ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút kinh ngạc, hắn đã từng gặp qua Hạ Thương Mai vài lần, lúc trước ở tướng phủ từng gặp cô, xinh đẹp nhưng lại sợ hãi rụt rè không hề lanh lợi, hành động không phóng khoáng, nhưng ngày hôn lễ lại vô cùng sắc sảo, còn hôm nay lại tự nhiên thoải mái. Dáng vẻ điềm đạm và khuôn mặt nhợt nhạt thêm chút phấn son, thực ra còn đẹp hơn Hạ Oanh Nhiễm ba phần. Nhiếp Chính Vương đang chỉ đạo người bên dưới làm việc, vừa thấy bóng dáng cô, hắn ngẩng đầu lên, không khỏi kinh ngạc khi nhìn Thương Mai sau khi thay đồ, trang điểm, chỉ liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục hạ lệnh. Viện phán cùng vài ngự y đứng ở một bên, nhưng không thấy Lưu ngự y, xem ra đã bị đuổi đi rồi. Thương Mai tiến lên khấu kiến hoàng hậu cùng thái tử. Hoàng hậu nhướng mày liếc cô một cái, hiện tại ngươi muốn làm gì? Thương Mai nói, hoàng hậu nương nương, hiện giờ phải cố định cổ của Lương Vương Điện Hạ trước, chừng nửa canh giờ nữa ngài ấy sẽ tỉnh nên phải cố định trước để khỏi cử động rồi lại bị thương. Ngươi đi đi, cần cái gì, cứ nói với bản cung. Hoàng hậu không còn sắc bén như trước, có lẽ sau khi suy nghĩ thấu đáo, bà ta cảm thấy hiện tại chỉ có thể dựa vào Thương Mai. Để cố định cổ, cần một chiếc băng và một tấm gỗ nhỏ. Thương Mai tự mình làm, sau khi đo chiều dài cổ của Lương Vương, cô bắt đầu cố định phần xương gãy. Cô không hề bôi thuốc, thậm chí ngay cả nước thuốc cũng không ngâm, viện phán phản đối điều này, ông ta cho rằng vì vết thương phải được cố định nên phải cho một ít thuốc vào. Thương Mai không biết bình thuốc của bọn họ được điều chế như thế nào, đặc biệt là phần cổ, nếu mùi thuốc nồng quá khó chịu thì sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. Hơn nữa sau khi định hình xong cô sẽ dùng châm cứu có thể khuếch trương lỗ chân lông. Làm ra thẩm thấu trị liệu nhanh hơn, thật sự không cần phải bôi thuốc. Chương 29, Hoàng Thái Hậu. Sau khi Thương Mai làm xong tất cả những chuyện này, Lương Vương vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở vẫn gấp gáp, tiếng thở khò khè trong lồng ngực vẫn như trước. Bằng mắt thường thì không thấy Lương Vương có tiến triển gì. Thậm chí có ngự y đưa ra nghi ngờ, liệu việc cố định cổ trong tình trạng khó thở như vậy có tồi tệ hơn không? Khi ngự y nghi ngờ Hoàng Hậu nhìn Thương Mai bằng ánh mắt lạnh lùng, Thương Mai ngồi xổm trước ghế, lặng lẽ kiểm tra vết thương ở chân của Lương Vương lần nữa, nhân tiện cũng kiểm tra vết thương cũ của Lương Vương, từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy, cũng có thể nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng hậu, trong lòng khẽ thở dài, chỉ có thể bỏ mặc mọi yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, chuyên tâm làm việc của mình. Công nhân sắt thuốc mang lên, đây là thuốc ngự y kê cho Thương Mai, dùng để thanh độc, Thương Mai không chút do dự uống luôn chén thuốc. Mới vừa rồi khi tắm rửa cô đã tự mình châm cứu. Ngưng tụ lại một chút thể lực, bây giờ chậm rãi trôi đi, cô quá mệt mỏi, đau đớn cùng với chất độc còn sót lại trong cơ thể khiến cô phải dùng hết sức ổn định tinh thần, cô thật sự không hơi sức đâu để suy nghĩ chuyện gì khác ngoài trị liệu. Theo ước tính sơ bộ, lẽ ra chân của Lương Vương bị gãy xương, nhưng sự liên kết không tốt, xương mọc lệch, chèn ép dây thần kinh nên đi lại rất bất tiện. Cô có thể cảm nhận được những chiếc gai xương mọc ra từ những chiếc xương gãy bằng tay, dựa vào suy luận này. Cô có thể tưởng tượng rằng ngày thường Lương Vương sẽ phải chịu đựng một cơn đau dữ dội như thế nào. Những cơn đau thấu xương khó ai có thể hiểu được, chỉ những ai từng trải mới biết. Nỗi đau lúc có lúc không này liệu có phải là nguyên nhân khiến hắn trở nên nóng nảy, tàn bạo. Thái tử rốt cuộc nhìn không được, nói với Thương Mai, ngươi nói là Hoàng Huynh sẽ tỉnh lại nhưng đã lâu như vậy, tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Thái tử hỏi, xé tan sự im lặng bị đè nén. Hoàng hậu cũng không thể ngồi yên được nữa, nhìn cô chằm chằm, khi nào thì nó tỉnh. Thương Mai trả lời, Hoàng hậu nương nương, sau khi phát tác giấc ngủ của mỗi người đều không giống nhau,
nhưng bình thường sau 1-2 canh giờ sẽ tỉnh lại, thỉnh hoàng hậu nương nương đợi một lát nữa. Thái tử lạnh lùng thốt, dám trêu đùa chúng ta trong lòng bàn tay, chuyển sang đây một lát rồi cũng không có bất kỳ tiến triển gì, còn nói sẽ tỉnh lại, đợi đến giờ vẫn không có chút động tĩnh. Mộ Dung Khanh thản nhiên cất tiếng, đợi một chút nữa đi, mọi người dọn đến đây, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Thái tử hừ một tiếng, không phải bản cung muốn chất vấn quyết định của Hoàng Thúc mà là Hoàng Thúc luôn luôn rất thông minh, lần này làm sao có người dắt mũi được. Mộ Dung Khanh nhìn Thái tử, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nếu ngươi cho rằng bổn vương thông minh, liền câm miệng của ngươi lại mà đợi. Mộ Dung Khanh rất ít dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện cùng Thái tử, trước đây tuy rằng không thích lắm thì ngoài mặt vẫn lịch sự, nhưng bây giờ lại nghiêm nghị như vậy trước mặt Hoàng hậu, điều này cho thấy tâm trạng của hắn cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Thương Mai cúi đầu không nói, cô cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng, nhưng rất khó, ở trong này đều là những người cao quý nhất hiện nay, bất kể là ai cũng đều có thể giết cô chỉ với một cái phất tay. Ngay khi cục diện khó có thể khống chế liền nghe được có người hô lớn, Hoàng Thái Hậu giá lâm, lệnh Quý Thái Phi giá lâm. Hoàng hậu cuống quýt đứng dậy, tiến lên nghênh đón. Mọi người tại hiện trường đều quỳ xuống, Thương Mai cũng quỳ xuống. Hơi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đám cung nhân đang túm tụm quanh hai phu nhân ăn vận hoa lệ. Khuôn mặt của hai người cực kỳ giống nhau, Thương Mai từ quần áo đánh giá, đi bên trái chính là Hoàng Thái Hậu, mặt mày của bà ta tương đối ôn nhu, nhưng lông mày cau lại, vẻ mặt lo lắng. Còn lệnh Quý Thái Phi ở bên phải nhìn vào đã cảm thấy rất hung dữ, làn da trên má bị sệ xuống còn nghiêm trọng hơn so với Thái Hậu, đường nét rất sâu, đôi mắt sắc bén. Liếc mắt một cái liền cảm thấy bà ta so với Hoàng Thái Hậu còn uy nghiêm hơn. Thần thiếp tham kiến mẫu hậu, tham kiến quý phi. Hoàng hậu nhún người hành lễ. Hoàng Thái Hậu cau mày, toàn xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không thông báo ai ra? Hoàng hậu giải thích, xin mẫu hậu bớt giận, thần thiếp chỉ là sợ kinh động lão nhân gia người, sợ người lo lắng. Nghiêm trọng như vậy, ai ra có thể không lo lắng sao? Hoàng Thái Hậu bước nhanh qua, lên bậc thang. Nhưng không nhìn Thương Mai đang quỳ trên mặt đất, xốc chiếu lên đi vào. Nhìn thấy đứa cháu vô hồn, Thái Hậu rơi lệ, đang êm đẹp, sao lại biến thành như vậy? Vừa rồi ta nghe được cung nhân báo lại, nói hắn là tìm được đường sống trong chỗ chết, này rốt cuộc là bệnh gì? Viện phán tiến lên, bẩm Hoàng Thái Hậu, Lương Vương Điện Hạ là phát tác bệnh động kinh. Hoàng Thái Hậu giận tím mặt, nói hưu nói vượn, hắn là con cháu Hoàng Thất, sao có thể có loại tà bệnh này? Có phải chẩn đoán bệnh sai không? Viện phán thấy Hoàng Thái Hậu tức giận, cuống quýt quỳ xuống, Hoàng Thái Hậu bất giận, thần cùng chư vị ngự y đang chẩn đoán bệnh, xác định là động kinh. Lệnh Quý Thái Phi sắc mặt lạnh lùng bước tới, nhìn xung quanh những người có mặt, lạnh lùng hỏi ai là Hạ Thương Mai? Thương Mai tim đập thình thịch, quỳ gối trả lời, bẩm Quý Thái Phi, thần nữ là Hạ Thương Mai. Có vẻ như ai đó đã nói những điều xấu về cô trước mặt Thái Hậu và lệnh Quý Thái Phi, ai lại làm như vậy? Theo một số ký ức mà chủ thân xác này để lại, Thương Mai biết được lệnh Quý Thái Phi là mẹ đẻ của Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh, đang ở tại phủ Nhiếp Chính Vương, mà Hoàng Thái Hậu cùng lệnh Quý Thái Phi lại là tỉ muội ruột, Nga Hoàng và Nữ Anh cùng chung chồng. Hoàng Thái Hậu mấy năm nay đã không còn xử lý công việc, toàn bộ hậu cung giao cho Hoàng Hậu, cho nên, mới tạo nên cục diện độc đại của Hoàng Hậu. Nếu họ đến đây với mục đích nhằm vào chính cô thì thật là quá tệ. Lệnh Quý Thái Phi lạnh lùng nói, ngẩng đầu nói chuyện. Thương Mai theo lời chậm rãi ngẩng đầu, những gì cô nhìn thấy chính là một đôi mắt sắc bén khác thường, vẻ mặt bình tĩnh và uy nghiêm, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên, không phải do cau mày mà là nếp nhăn tích lại mấy năm nay. Thương Mai cảm thấy bà ta hoàn toàn lấn át Hoàng Thái Hậu ngay cả khi nghiêm mặt thì đứng bên cạnh bà ta vẫn khiến cho người ta lầm tưởng là hiền lành. Là ngươi bảo Lương Vương rời tới đây, Quý Thái Phi lại lớn tiếng chất vấn. Thương Mai nói, bẩm Quý Thái Phi, là chủ ý của thần nữ. Quý Thái Phi lạnh nhạt nói, chủ ý của ngươi nhưng lại có thể nói động được Hoàng hậu. Ngươi là ai? Hoàng hậu lập tức trả lời, Quý Thái Phi, bản cung không có đồng ý, là Vương gia kiên trì dọn vào. Thái độ của Hoàng hậu không phải tốt lắm, ngụ ý nói là con ngươi chuyên quyền độc đoán, không được sự đồng ý của Hoàng hậu. Mộ Dung Khanh thần sắc lãnh đạm nói, mẫu phi, là chủ ý của con. Đáy mắt Quý Thái Phi lộ ra thất vọng, chủ ý của con. Sao con lại hoang đường như vậy? Mộ Dung Khanh nói, con tin tưởng Hạ Thương Mai. Tin tưởng nàng ta, Quý Thái Phi không khỏi cười lạnh đứng lên, ngự y cũng đều tán thành chuyển sang đây sao? Người ốm, nằm ở chỗ thoáng gió này,
gió lớn như vậy, người khỏe còn ốm, huống chi là người ốm. Nghe vậy, Thương Mai biết quan hệ giữa mẹ và con trai không tốt, không khỏi đau đầu, quan hệ trong cung này thật sự rối tung, mẹ không thể hiểu được con trai mình, còn anh em huynh đệ hận không thể giết đối phương, nước trong cung này còn sâu hơn cả tướng phủ. Chương 30, tỉnh lại. Mộ Dung Khanh nghe Quý Thái Phi nói thì giải thích, mẫu phi, Hạ Thương Mai này vô cùng tinh thông thuật châm cứu, lúc nãy tưởng như toàn đã qua đời, may mà nàng vừa vào cung đã cứu tỉnh, con cho rằng, y thuật của nàng. Hoàng hậu ho khan một tiếng, ngắt lời Mộ Dung Khanh, Quý Thái Phi liền nghiêm nghị nói, nói hưu nói vượn, y thuật của một cô gái, sao có thể giỏi hơn ngự y. Không được hồ đồ, mau đưa người về, đừng ở lại đây khoác lác nữa. Hạ Thương Mai lập tức hiểu, Quý Thái Phi cũng không phải quát Nhiếp Chính Vương, mà là đang bảo vệ Nhiếp Chính Vương, đối với việc Lương Vương được chuyển đến đây, Hoàng Thái Hậu mới là người không hài lòng, Hoàng Thái Hậu cũng không cho phép một nữ tử điều trị cho Lương Vương, cảm thấy y thuật của cô không bằng ngự y. Quý Thái Phi thì lo con trai mình đắc tội với Hoàng Thái Hậu, cho nên, lợi dụng thân phận mẫu thân buộc hắn phải đưa Lương Vương trở về, miễn cho phải gánh chịu hậu quả. Hạ Thương Mai đúng là đánh giá thấp tính chất phức tạp của tình hình trong cung, lúc đầu cô cho là chỉ cần Hoàng hậu đồng ý cô trị liệu cho Lương Vương, còn lại sẽ làm mấu chốt của trị liệu, không ngờ sau đó Hoàng hậu lại không đồng ý, ngược lại là Nhiếp Chính Vương phối hợp với phương án của nàng, tưởng là ổn thỏa rồi, không ngờ lại thêm một Hoàng Thái Hậu tới. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy trên gương mặt anh Tuấn của Mộ Dung Khanh đã phủ đầy vẻ lo lắng. Mộ Dung Khanh nói, người vừa chuyển tới, giờ lại đưa đi, đoạn đường này sóc. Hắn sẽ không chịu được, Hạ Thương Mai nói chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại, tạm thời cứ chờ một chút, để hắn tỉnh rồi tính toán tiếp. Quý Thái Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của Hoàng Thái Hậu, vẻ mặt của bà cực kỳ không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi trước giường, đưa tay vuốt má Lương Vương. Quý Thái Phi nói, không thể chậm trễ, tranh thủ thời gian đưa về đi, Hạ Thương Mai nói sẽ tỉnh dậy, nhưng ngự y nói như thế nào? Dứt lời. Bà liền nhìn về viện phán, liệu một lúc nữa Lương Vương có tỉnh lại không? Viện phán có hơi do dự, trả lời, Quý Thái Phi, Lương Vương điện hạ hôn mê hơn một canh giờ rồi, chắc hẳn cũng sắp tỉnh lại. Thật ra ông ta không biết, nhưng mà ông ta đã đồng ý với Hạ Thương Mai là hết sức phối hợp, bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi nói, nếu viện phán cũng nói vậy thì đợi thêm 15 phút nữa đi. Sau 15 phút nữa mà không tỉnh thì lập tức đưa về. Thương Mai âm thầm lo lắng trong lòng, sao có quy định đúng giờ tỉnh lại được. Có một vài người sau khi hôn mê sẽ mê man một ngày, dựa vào tình hình khác nhau của mỗi người mà quyết định thời gian tỉnh lại. Hoàng Thái Hậu nói xong thì nhìn Hạ Thương Mai, người chính là Hạ Thương Mai, thiên kim của tướng phủ đã hủy bỏ hôn ước với Lương Vương. Giọng điệu của bà không nhanh không chậm, cũng không mang theo tâm tình gì, nhưng khi Hạ Thương Mai ngẩng đầu, lại có thể thấy rõ được vẻ chán ghét trong mắt của bà. Thương Mai nói, bẩm Hoàng Thái Hậu, thần nữ chính là Hạ Thương Mai. Thầy của ngươi là ai? Hoàng Thái Hậu lại hỏi, giọng nói có vẻ không vui. Vấn đề này, không có ai hỏi, thậm chí ngay cả Thương Mai cũng chưa từng nghĩ sẽ giải thích về điều này. Gấp gáp nhớ tới có lần từng nhìn thấy một bản thuật kim châm trong tàng thư của Liên Thị, bản thuật kim châm này là phiên bản đóng sách, người viết là Ôn Ý. Bên trong sách cũng có giới thiệu vắn tắt về Ôn Ý, nhưng cũng không rõ ràng, bà ấy là hoàng hậu của nước Lương, cô cũng không biết bà ấy đã chết hay chưa. Cô trả lời, thần nữ là truyền nhân của Ôn Ý, nước Lương. Ôn Ý, Thương Mai vừa dứt lời, liền nghe được một tràng âm thanh thốt lên, lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Quý Thái Phi nghiêm nghị nói, người dám nói mình là truyền nhân của Ôn Ý. Ôn Ý đã sớm qua đời hơn 100 năm rồi, người mới bao nhiêu tuổi. Lại dám xưng là truyền nhân của bà ấy, đúng là mặt dày vô sỉ, người coi hoàng cung là chỗ này mà dám nói láo lửa bịp như vậy. Thương Mai không chút bối rối trả lời, Quý Thái Phi, thần nữ chỉ là truyền nhân của Ôn Ý, chứ không nói sư phụ là Ôn Ý. Vậy cũng không có khả năng, Ôn Ý là người nước Lương, thuật kim châm của bà ấy chỉ truyền cho An Nhiên Vương gia, sau khi An Nhiên học được thì vẫn luôn không tìm được truyền nhân, người muốn khoa trương thì cũng phải kiểm tra trước đã chứ, nói sằng nói bậy. Quý Thái Phi nói xong, nghiêm nghị quát, người đâu, đưa cái người không biết trời cao đất rộng này nhốt vào phòng giam, chờ xử lý. Do là mệnh lệnh của Quý Thái Phi, lập tức có hai tên thị vệ tiến tới muốn bắt lấy cánh tay Hạ Thương Mai, đưa cô đi. Thương Mai biết nơi này chỉ có một người tin mình, đó chính là Nhiếp Chính Vương, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh nói, vương gia, tình hình của Lương Vương Điện Hạ rất nghiêm trọng,
xin người dù thế nào cũng phải kiên trì không được rời điện hạ đi, điện hạ nhất định phải ở lại nơi đầy đủ không khí. Mộ Dung Khanh không nói gì, lại nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu giơ một tay lên nói với Mộ Dung Khanh, Khanh, lòng dạ nữ nhân là đáng sợ nhất, còn phải luôn luôn anh minh, không thể bị mấy lời nhăng cuội của nàng làm mờ mắt. Mộ Dung Khanh im lặng một lát, rồi nhìn về phía Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương từng nói muốn gả Hạ Thương Mai cho bản vương, điều này là thật chứ? Cả người Thương Mai chấn động, lúc này hắn nhắc tới chuyện đó làm gì, muốn bảo vệ cho cô. Nhưng mà phải biết một khi thừa nhận, hắn nhất định sẽ phải lấy cô. Vì lương vương, hắn có thể hy sinh hôn nhân của chính mình à? Thái Quý Phi nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, Khanh, ngậm miệng lại. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm Hoàng Hậu nương nương, bản vương chỉ hỏi người, là thật hay giả? Lông mày Hoàng Hậu có hơi nhếch lên, đáy mắt có phần kinh ngạc, đương nhiên bà ta rất tình nguyện gả Hạ Thương Mai cho Mộ Dung Khanh, lúc đó, chính phi của Mộ Dung Khanh sẽ là đứa con gái mà tướng phủ hận thấu xương. Hắn cũng sẽ không có cách nào mượn thế lực của nhà mẹ đẻ của Vương Phi là tướng phủ để chống lại thái tử. Trước đó, bà ta cũng có nhắc tới hôn sự này, nhưng bị Quý Thái Phi một câu từ chối, bên Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì, bà ta vốn cho là chuyện này sẽ bị bỏ qua, không ngờ Mộ Dung Khanh lại tự động nhắc tới. Quý Thái Phi còn định nói gì, Mộ Dung Khanh lại một tay ngăn cản, tiếp tục ép hỏi Hoàng Hậu, Hoàng Huynh từng nói, hôn sự của bản vương là do mẫu hậu hoặc Hoàng Hậu nương nương làm chủ. Bản vương chỉ muốn hỏi Hoàng hậu nương nương một câu, lời trước kia có còn giữ không? Hoàng hậu hắng giọng, bản cung chỉ sợ thiệt cho vương gia. Thái tử vội vàng nói, mẫu hậu, nếu Hoàng thúc đã thích, vậy cứ để Hoàng thúc cưới Hạ Thương Mai là được. Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, ra vẻ không làm chủ được, mẫu hậu, người xem. Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói, nếu Khanh đã thích, Hạ Thương Mai cũng là người xuất thân từ danh môn, thì có gì không thể. Với cả, năm nay Khanh cũng 25, cũng nên thành thân rồi. Sắc mặt của Quý Thái Phi tái nhợt, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ. Hoàng Thái Hậu nhìn bà, cũng nhẹ nhàng nói, muội muội à, muội vẫn luôn mong ngóng Khanh thành gia lập thất, bây giờ chuyện tốt tới, muội lại không vui sao? Vẫn cảm thấy quyết định của tỷ tỷ không hợp lý à? Muội không có ý đó. Sắc mặt Quý Thái Phi vẫn tái nhợt như cũ. Không có ý đó là được. Hoàng Thái Hậu nhìn Hạ Thương Mai, nếu tương lai là nhiếp chính vương phi, vậy trước tiên dẫn đi nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đưa về phủ. Thương Mai thở dài một hơi, cô biết nếu bị đưa vào phòng hành hình thì chỉ có con đường chết, Mộ Dung Khanh đã cứu cô. Cô nhìn về phía Mộ Dung Khanh, vẻ mặt phức tạp, mặc dù trong lòng mang ơn, nhưng lại cảm thấy như rơi vào một vòng xoáy lớn. Thị vệ mời cô rời đi, cô quay người, còn chưa bước được mấy bước, liền nghe thấy tiếng hô của viện phán, vương gia tỉnh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.